Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 81. Tiêu Phàm mang theo thí thần thú cùng phệ linh thần tầm xuất hiện ở vị trí long đầu, bắt đầu điên cuồng nuốt cửu âm long mạch chi khí. Long mạch chi khí này đối với nhóm hắn mà nói là vật cực bổ. Tam ca lựa chọn long đầu, vậy ta bắt đầu từ long thân tiếu kim thấy thế trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Tiêu Phàm, nhanh chóng phóng về hướng cửu âm long mạch. Vậy ta bắt đầu từ long vĩ. Ánh mắt chọc thiên hồng tỏa sáng, cửu âm long mạch là vật đại bổ đó nha. Long mạch chi khí chính là tinh hoa đất trời, so với thần linh chi khí còn hơn một cấp độ. Huống chi, đây là long khí thần long, Tiêu Phàm đã đến hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng muốn nuốt hết cửu âm long khí. Tàn niệm giả cửu u cất giọng cười lớn, khinh thường nhìn về phía nhóm người Tiêu Phàm. Nhìn thấy nhóm người Tiêu Phàm phóng tới cửu âm long mạch, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm có trận pháp gì, hoàn toàn không nghĩ tới với nhóm người Tiêu Phàm vậy mà muốn ăn hết cửu âm long mạch. Bản thân nuốt mất không đến một nửa cửu âm long mạch cũng phải tốn hơn 3.000 năm, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn nuốt thôn phệ cửu âm long mạch còn lại. Tàn niệm giả cửu u mỉa mai nhìn bọn người Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt rơi vào trên người bọn băng ma, đừng nói với ta, các ngươi có thể ngăn cản bản thân vài ngàn năm. Trong lòng băng ma co lại, cửu âm long mạch ẩn chứa long mạch chi khí to lớn đến cỡ nào, hắn vẫn biết một hai, dùng thực lực bản thể chiến thần viên mãn, nuốt cửu âm long mạch đoán chừng cũng phải tốn trăm năm, hơn nữa còn chưa chắc có thể nuốt được toàn bộ phần dưới. Dù sao, năng lượng một đầu long mạch ẩn chứa không phải một chiến thần cảnh có thể chịu được, muốn tiêu hóa cần một quá trình lâu dài. Toàn bộ quá trình này dài dằng dặc, thật sự là long mạch chi khí quá khủng khiếp. Thân thể sau khi thích ứng năng lượng mới có thể luyện hóa được càng nhiều. Bằng không mấy ngàn năm qua, băng ma cùng dạ cửu u đã sớm nuốt chừng đầu cửu âm long mạch này. Băng tộc nghe vậy thầm nghĩ không tốt, mấy người bọn hắn toàn lực chặn đánh dạ cửu u cùng lắm chống đỡ mấy ngày mà thôi, so với mấy ngàn năm, ngẫm lại thấy có chút xa xôi. Giống đột nhiên bên trong huyền băng động phát ra một tiếng thống khổ ngâm vang khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Trên người cửu âm long mạch toát ra sương mù nồng đậm màu xanh thăm thẳm. Sương mù hệt như tơ nhện, cẩn thận quan sát sẽ thấy từng sợi tơ nhện kia lại tựa giống như từng đầu tiểu long. Tiêu Phàm há miệng hút vào, chỉ một thoáng tất cả sương mù màu xanh kia đều bị hắn hút vào miệng, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân có một dòng nước ấm tràn ngập, toàn bộ lỗ chân lông đều thư giãn. Thí thần thú cũng mở cái miệng rộng, cửu âm long mạch cứng rắn vô cùng kia bị hắn trực tiếp cắn xuống một miệng lớn. Làm đám người đứng nhìn trợn mắt hốc mồm không thôi. Phệ linh thần tầm tuy nhỏ nhưng tốc độ lại không chậm, nó tựa như nhộng gặm lá dâu. Mà quanh thân tiểu kim lại hiện lên một long ảnh to lớn, long chảo huy động miệng rồng cắn xé, đem long mạch chi khí kia xé rách xuống rồi chút hết vào trong miệng. Cuối cùng chính là chọc thiên hồng ôm đuôi cửu âm long mạch, tám đầu xúc tu cùng cuốn lên vô số long mạch chi khí rồi nuốt vào trong miệng. Mấy người tựa như muốn nuốt hết thần khí long mạch, dường như không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản, chẳng lẽ bọn hắn không sợ long mạch chi khí làm cho bạo thể sao? Thấy cảnh này, thanh âm két két của tàn niệm giả cửu u dừng hẳn, vẻ mặt kinh thường ban nãy của hắn cũng trong nháy mắt ngưng lại, con người bắt đầu hiện ra tia khát máu. Đám người băng tộc cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn bọn người Tiêu Phàm, không khỏi lộ ra ánh mắt thương hại nhìn giả cửu u, người đáng thương thật. 3.000 năm mới nuốt một nửa long mạch chi khí. Đoán chừng với tốc độ này bọn người Tiêu Phàm không cần một ngày là có thể đem cửu âm long mạch nuốt sạch không còn một mảnh, khó trách cửu âm long mạch phát ra tiếng gào thét thống khổ. Thực sự là một nhóm ăn hàng, băng ma cũng không nhìn được thốt ra thanh âm, trong lòng đối với bọn người Tiêu Phàm có cái nhìn khác hẳn. Không thể nào, cứ vậy nuốt chừng cửu âm long mạch chi khí cũng đủ khiến các ngươi ăn bể bụng. Tàn niệm giả cửu u không thể tin việc đang xảy ra. Phải biết hắn là cửu u ma thần, mặc dù chỉ là quá khứ nhưng cũng là thiên tài, nhưng hắn phải dùng đến 3.000 năm mới thành công nuốt được một nửa để lớn như hiện tại. Mà bọn Tiêu Phàm dựa theo tốc độ này, thì chỉ cần một ngày là có thể đem cửu âm long mạch chi khí còn lại nuốt chửng sạch, việc này làm sao hắn có thể chấp nhận. Hơn nữa, bọn Tiêu Phàm chỉ là tu vi chiến thần mà thôi, dạng tốc độ này quá đáng sợ rồi. 3.000 năm so với một ngày, ai nhanh ai chậm, vừa nhìn liền biết. Ha ha, ngăn hắn lại, cho dù liều mạng bản tổ cũng phải ngăn hắn một ngày.
Băng Ma cất tiếng cười to, hắn lúc này mới hiểu rõ, Tiêu Phàm tại sao tự tin có thể cứu bản thể của hắn ra. Vâng, lão tổ, băng tộc cũng không còn lo lắng như vậy, thời gian một ngày, nếu như dần dần thiêu đốt thần lực, bọn chúng đều có thể được như thế. Tam ca, sảng khoái thật, long mạch chi khí này quá mạnh mẽ, ta cảm giác huyết mạch chi lực đều đang thay đổi lớn. Tiểu Kim kích động nói với Tiêu Phàm. Tiếp tục nuốt, không nên chần chờ. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hiện tại từng phút từng giây đối với bọn hắn mà nói đều rất quan trọng. Bất quá trong lòng hắn cũng kinh ngạc không thôi, long mạch chi khí vậy mà đang cường hóa tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch hắn, trong đám người thôn phệ long mạch chi khí thì tốc độ Tiêu Phàm là nhanh nhất. Dạ Cửu U không biết sở dĩ tốc độ Tiêu Phàm thôn phệ long mạch chi khí nhanh như vậy, cũng không phải bởi vì năng lực chịu đựng thân thể Tiêu Phàm mạnh, mà là đại bộ phận long mạch chi khí đều bị bạch thạch thôn phệ. Vốn dĩ tiểu thiên địa khó tiếp tục khuyết trương vậy mà giờ phút này lại đang mở rộng, bạch thạch phóng ra ánh sáng chói mắt màu trắng, lượng lớn long khí đi qua kinh mạch Tiêu Phàm, xông thẳng vào tiểu thiên địa. Tiêu Phàm dùng tiểu thiên địa đến thôn phệ long mạch chi khí, tốc độ tự nhiên không gì sánh được. Mà thí thần thú dù mệnh cách hay thần lực chi tinh nó đều có thể trong nháy mắt luyện hóa, huống hồ là long mạch chi khí. Phệ linh thần tầng cũng giống như thế, sau khi đột phá thần giai, nó lấy thần linh chi lực làm thức ăn, năng lượng long mạch chi khí so với thần linh chi khí còn thuần túy, tự nhiên đến bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Mặt khác, tiểu kim được huyết thần long truyền thừa, huyết thần long cùng cửu âm long mạch chênh lệch không lớn, hoặc có lẽ là cả hai cùng nguồn gốc, tự nhiên có nó phương pháp luyện hóa long mạch chi khí. Về phần Chọc Thiên Hồng, hắn hiện tại chỉ cần nuốt năng lượng khôi phục tu vi, vậy nơi nào còn sẽ đắn đo suy nghĩ. Chí ít trong thời gian ngắn, Chọc Thiên Hồng không có khả năng bị tổn thương. Cũng khó trách Băng Ma bọn người Tiêu Phàm là một đám ăn hàng, một đầu cửu âm long mạch liền bị bọn hắn ăn sạch, không phải một nhóm ăn hàng thì là cái gì chứ? Tàn niệm Dạ Cửu U phẫn nộ tới cực điểm, đem hết toàn lực chém giết, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Nhưng mà Băng Ma không phải ăn chay, băng tộc tộc lão cũng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt thần lực đối kháng, thực lực mấy người có đã gần tới gần chiến thần viên mãn. Bọn hắn chỉ muốn ngăn chặn Dạ Cửu U, chỉ cần cứu ra khỏi bản thể Băng Ma ra, bọn hắn sẽ được cứu. Đám người thỉnh thoảng nhìn về phía cửu âm long mạch, mắt thường có thể nhìn thấy cửu âm long mạch đang giảm bớt, khóe miệng bọn hắn có chút giật giật không thôi. Lòng Dạ Cửu U đang rỉ máu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như đã xem thường bầy kiến cỏ này. Tiêu Phàm lại không để ý tới mấy người đang chiến đấu, hắn điên cuồng rút ra sức mạnh cửu âm long mạch. Căn bản bởi vì đột phá cảnh giới chiến thần tiêu hao không ít năng lượng bên trong tiểu thiên địa, nhưng bây giờ đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Ăn ăn ăn, phải ăn sạch long mạch này, đây là suy nghĩ duy nhất vào lúc này của mấy người Tiêu Phàm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện giờ dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ cửu âm long mạch giảm bớt rõ rệt, trong huyền băng động không ngừng truyền đến những trận long ngâm thống khổ. Nghe được thanh âm này, trên mặt bọn người Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đầu cửu âm long mạch này thực sự có linh trí, biết rõ bản thân sắp chết mới gào lên đau xót. Nghĩ thì nghĩ, Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, muốn cứu Băng Ma ra, nhất định phải hủy diệt đầu cửu âm long mạch này, bằng không bọn hắn đều phải bỏ mạng nơi đây. Cửu âm long mạch nếu như có thể sinh ra, tất nhiên đối với chiến hồn đại lục là sự giúp đỡ lớn, nhưng cho dù cửu âm long mạch sinh ra linh trí và muốn thực sự hóa long, đoán chừng phải mất trên mấy ngàn vạn năm mới có khả năng. Hiện tại Tiêu Phàm thiếu nhất chính là thời gian, đừng nói mấy ngàn vạn năm dù là mấy trăm năm bọn hắn cũng chờ không nổi. Trong lòng trấn tĩnh, Tiêu Phàm cảm nhận được tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch trong thân thể phát sinh biến hóa vi diệu, nhất là thần long huyết mạch so với trước kia càng thêm thuần túy. Thật đúng là trong họa có phúc, trong lòng Tiêu Phàm cảm thán nói, trên mặt hiện lên ý cười. Để cho long mạch chi khí to lớn này đi qua thân thể, Tiêu Phàm cảm giác các luồng sức mạnh bản thân đều tăng lên, mặc dù hấp thu rất ít, nhưng đại bộ phận long mạch chi khí đều bị hắn dẫn vào bên trong tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa tuy nhỏ, nhưng hấp thu một đầu cửu âm long mạch lại không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu thiên địa bên trong cơ thể đều mở rộng hơn rất nhiều, thậm chí thiên địa linh khí đều ở đây nhanh chóng tăng lên, hướng thẳng về thần linh chi khí. Trong lòng hắn đang nghĩ,
sau này chờ tiểu thiên địa có thể tự động sinh ra thần linh chi khí, phải chăng có thể sinh ra chiến thần cảnh cường giả? Vút, vào thời khắc Tiêu Phàm mừng rỡ, Tiêu Phàm đột nhiên biến sắc, chỉ thấy một vệt u quang bỗng từ bên trong cửu âm long mạch bắn ra nhắm hướng đầu hắn xông tới. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, hắn chỉ vẻn vẹn nhìn được một đạo dư quang lóe ra, hơn nữa còn mơ hồ nhìn được nó có hình dạng. À, Tiêu Phàm suýt chút kinh hô thành tiếng, nhưng không đợi hắn phản ứng, long hình quang mang liền bắn vào giữa mi tâm hắn, tiến vào bên trong thần cung. Tâm trí Tiêu Phàm lập tức chìm vào thần cung bên trong, từng đợt phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng thần cung, khắp nơi một mảnh đen kịt. Trong lúc hoảng loạn, Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu tiểu long u quang lập lòe trong tâm thức nhanh chóng xuyên qua. Nó lớn chỉ khoảng một thước, lại nắm giữ năm cái long chảo, toàn thân đen như mực, nhưng lại cảm giác trong suốt như xương, lượn lờ từng vòng sắc đen u quang, quả thực là cực kỳ thần bí, đỉnh đầu có hai cây long giác, tỏa ra sương mù màu đen, con mắt giống như hai viên đá quý lớn phẫn nộ liếc nhìn bốn phía. Ngũ chảo thần long, chẳng lẽ là cửu âm long mạch chi linh? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, không nhịn được kêu lên, nhìn chăm chú cái kia một thân hắc sắc tiểu long, mặt lộ vẻ khó tin. Long mạch chi linh, đây chính là một sự tồn tại cực kỳ hy hữu, bây giờ bản thân tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn chạy vào thần cung của mình, trên đời này vẫn còn có chuyện tốt vậy sao? Hắc sắc tiểu long nghe thấy âm thanh Tiêu Phàm phát ra, há mồm phun ra một đạo sương mù màu đen, giống như một chuôi kiếm nhất xuyên thủng hư không, linh hồn chi thể Tiêu Phàm truyền đến một trận đau nhói, cảm giác sức lực bên trong cơ thể nhanh chóng bị xói mòn. Tử vong áo nghĩa, Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, linh hồn chi thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chẳng biết tại sao hắc sắc tiểu long như vậy mà mang lại cho bản thân một loại cảm giác nguy hiểm. Thần trí Tiêu Phàm rời khỏi thần cung, lại phát hiện bản thân vừa mới bị hắc sắc tiểu long đánh trúng đầu vai, có một cỗ khí đen đang lượn lờ, nhanh chóng chiếm lấy sinh khí của mình. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển sinh tử áo nghĩa, một mặt khống chế tử vong áo nghĩa, một bên khôi phục sinh khí bản thân. Hắn phát hiện bản thân quá khinh thường hắc sắc tiểu long. Dòng dã tổn hao hơn 10 nhịp thở, mới tiêu diệt được tử vong chi lực kia ở trên người. Sau một khắc, Tiêu Phàm thay đổi ý nghĩ một chút, bỗng nhiên đem thí thần hòa nhập vào bên trong thần cung. Hắc sắc tiểu long thập phần quỷ dị, dựa vào linh hồn bản thể của hắn chưa chắc là đối thủ của hắc sắc tiểu long. Lúc thần trí Tiêu Phàm lần thứ hai tiến vào thần cung bên trong, hắc sắc tiểu long bỗng nhiên đánh tới, bất quá lúc này, thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, miệng mở rộng hướng về hắc sắc tiểu long nuốt đi. Nhìn thấy một màn này, hắc sắc tiểu long vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng hướng về nơi xa trốn chạy. Tiêu Phàm cực kỳ kinh hãi, hắc sắc tiểu long lại có thể xem thấu không gian thần cung nơi đây, thật đúng là vô cùng quỷ dị. Phải biết, dù là linh hồn chiến thần đỉnh phong tiến vào bên trong thần cung, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện khống chế đối phương. Nhưng mà hiện tại, bản thân vậy mà không làm gì được hắc sắc tiểu long, mà nhờ vào thí thần chi lực mới có thể ứng phó hắn. Đương nhiên, nếu như toàn lực ứng phó, Tiêu Phàm sẽ có thủ đoạn ứng phó hắc sắc tiểu long, dùng tỏa hồn châu liền có thể hoàn toàn nghiền nát nó. Hắc sắc tiểu long kinh khủng nhìn thí thần thú, núp ở phía xa cũng không dám mảy may tới gần. Thí thần là thiên hạ đệ nhất thần thú, không chỉ là cái danh hão, dù là cửu âm thần long cũng sợ không thôi. Cửu âm long mạch chi linh. Lúc này, Tiêu Phàm trước tiên mở miệng, trên mặt hiện lên một thoáng tà dị, khóe miệng kém chút chảy ra chảy nước miếng. Hắc sắc tiểu long phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, nhe răng trợn mắt, khởi động tiểu long chảo, thiếu chút nữa thì nhìn không được nhào tới. Giống thí thần thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dọa hắc sắc tiểu long bộ dạng như là con mèo nhỏ sợ hãi, co rúm ở góc kia. Thí thần, người thôn phệ nó. Khôi phục cửu biến chiến thần hẳn không có vấn đề chứ. Tiêu Phàm nhìn về phía thí thần cười cười, tay phải nâng cằm lên nói, bất quá long mạch chi linh hủy đi như thế, cảm giác quá đáng tiếc. Nghe vậy, hắc sắc tiểu long bị dọa đến khẽ run lên, hiển nhiên là nghe hiểu được lời nói Tiêu Phàm. Nghe hiểu được lời ta nói à, rất tốt. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng lập tức cười lên, sau đó thần sắc nghiêm một chút nói, nhục thân ngươi đã bị hủy một nửa. Vì cứu tên bị Hoàng Tuyền tỏa long trận bao vây, nên nhục thân ngươi cũng không thể giữ lại. Bất quá, ta có một phương pháp, có thể làm cho ngươi giữ được cái này cùng một nửa lực lượng. Nếu ngươi đáp ứng, về sau khi có cơ hội,
ta có lẽ có thể giúp ngươi một lần nữa hóa long. Hắc sắc tiểu long hiển nhiên không tin Tiêu Phàm lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục trong lúc nói chuyện, một giọng thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi làm cách nào để giúp ta hóa long? Thanh âm có chút hơi non nớt, đừng nhìn cửu âm long mạch chi linh sinh tồn vài vạn năm, nhưng chỉ là thời gian thai nghén, nó còn chưa hóa long liền thất bại, tình huống này tương tự như chết từ trong trứng nước, tự nhiên là thập phần không cam lòng. Ta đưa ngươi và nhục thân bị tàn phá của ngươi đến một thế giới khác. Tiêu Phàm nói ra, trong lòng lại bổ sung, nếu như có thể đem vào tiểu thiên địa ta cũng coi như có long mạch, đến thời điểm liền có thể tự động sinh ra thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí, tất nhiên tiểu thiên địa sẽ lớn mạnh với tốc độ rất nhanh. Ta sao có thể tin tưởng ngươi? Hắc sắc tiểu long tiếp tục nói, hắn hiển nhiên nghi ngờ, tiếp tục hóa long với hắn mà nói có dụ dỗ quá lớn. Tiêu Phàm hơi thay đổi ý nghĩ một chút, bật chợt một bóng đen kịt hư không đột nhiên xuất hiện tạo thành một vòng xoáy, ngay sau đó một mảng nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Đây cũng gọi là thế giới. Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa gạt như vậy sao? Ngươi chỉ cùng lắm là muốn để ta giúp ngươi phát triển tiểu thiên địa mà thôi. Giọng nói hắc sắc tiểu long vô cùng khinh thường. Lừa ngươi, ngươi có gì đáng giá để ta lừa? Nuốt nhục thân cùng linh hồn ngươi, với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ta cũng không phải người tốt, chẳng lẽ ngươi cho là ta muốn vô duyên vô cớ cứu ngươi hay sao? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói. Tiêu Phàm phát hiện, long mạch chi linh này có vẻ như không có dễ lừa gạt như vậy, đã như vậy liền trực tiếp nói thẳng ra. Hắc sắc tiểu long nghe vậy, cảm nhận được Tiêu Phàm hờ hững, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiêu Phàm tất nhiên có tư tâm, muốn long mạch chi linh làm lớn mạnh tiểu thiên địa, nhưng thực sự hắn cũng không nghĩ cứ như thế hủy long mạch chi linh, dù sao long mạch chi linh sinh ra cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như hắc sắc tiểu long cự tuyệt đến cùng, Tiêu Phàm cũng không suy nghĩ mà diệt hắn. Nhìn thấy hắc sắc tiểu long trầm mặc, Tiêu Phàm lại nói, đừng lãng phí thời gian của ta, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, đáp ứng lời ta nói thì ngươi nhanh tiến vào tiểu thiên địa, không đáp ứng điều kiện của ta, ta chỉ có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn chi thể Tiêu Phàm mở bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai huyết sắc châu tử. Từng đạo huyết sắc sòng ánh sáng dập dờn tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ hắc sắc tiểu long. Thần sắc hắc sắc tiểu long biển đổi lớn, nó phát hiện, bản thân vậy mà không động đậy được. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy ra tu la kiếm thần sắc lạnh lùng hướng về hắn lao đến mang theo sát khí băng lãnh. Hắc sắc tiểu long khóc không ra nước mắt, bản thân không có cự tuyệt mà, ngươi liền không cho ta cơ hội. Nó lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm thực không phải cùng nó nói đùa, mà là thật muốn giết hắn. Cái này cũng không trách Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm đích thực chờ không nổi, băng ma cùng băng tộc đám người ngăn cản không được bao lâu nữa, đến thời điểm nếu cứu không được băng ma bản thể, bọn hắn đều chết ở chỗ này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta đáp ứng ngươi. Hắc sắc tiểu long bị dọa dùng hết toàn lực gào thét, tựa như sợ Tiêu Phàm nghe không rõ lời hắn nói. Tiêu Phàm ngừng lại, thần sắc lãnh đạm, không biểu lộ ra bất cứ tâm tư gì, lạnh giọng nói, ta không quá tin tưởng ngươi. Ta, hắc sắc tiểu long có chút xúc động, bản thân là long mạch chi linh đó nha, ta thần phục ngươi đó là phúc phận 10 đời tu luyện của ngươi, ngươi vậy mà không tin ta. Chủ phó khế ước, Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm chỉ hắc sắc tiểu long nói, Tiêu Phàm thật đúng là sợ hắn phản bội, cho nên không thể không cẩn thận. Cửu âm long mạch chi linh lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, vô cùng nguy hiểm, nếu như bên trong tiểu thiên địa quấy rối, Tiêu Phàm hắn có hối hận cũng không kịp. Không có khả năng, hắc sắc tiểu long nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy thì không có gì thương lượng nữa. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, nói thí thần, ngươi nuốt phần to, ta chỉ cần một phần nhỏ linh hồn chi lực. Giống, thí thần vô cùng hưng phấn gầm to, sau đó dương nanh múa vuốt nhào đi lên. Cửu âm long mạch chi linh đối với nó mà nói cũng là vật đại bổ, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Diệt thần, ngay tại lúc Tiêu Phàm xuất chiêu, một chút lực cũng không để lại, một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng đuôi hắc sắc tiểu long, phần lớn sương mù màu đen bắn ra. Tiêu Phàm há miệng hút vào, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cảm giác linh hồn chi lực lại thêm phần thuần túy, không khỏi liếm liếm bờ môi nói,
không hổ là long mạch chi linh, đại bổ. Đừng giết ta, ta đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi. Hắc sắc tiểu long thực sợ hãi, trước đó nó còn không tin Tiêu Phàm nói thật, thậm chí ước gì bản thân thần phục hắn sao. Nhưng mà hiện tại, nó không chút nghi ngờ, Tiêu Phàm giết nó tuyệt đối sẽ không nháy mắt, đúng như Tiêu Phàm nói, bản thân hắn chính là vật đại bổ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắc sắc tiểu long há mồm phun ra một đường máu đỏ, long chảo vũ động ở giữa, hóa thành một bộ hồn văn đồ rườm rà, sau đó tinh huyết dung nhập vào. Hô một tiếng, hồn văn đồ bắn vào mi tâm Tiêu Phàm, sát ý trên mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nét mặt ẩn ý cười, nói, long mạch chi linh cũng quá không tự trọng rồi. Hắc sắc tiểu long căm tức nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đến chém giết cùng Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hiện tại Tiêu Phàm đã nắm tính mệnh nó trong tay, nào dám phản kháng Tiêu Phàm. Ta sẽ toàn lực mở ra tiểu thiên địa, thời gian sẽ không nhiều, nhất định trong mười mấy nhịp thở ngươi phải đem nhục thân đưa vào tiểu thiên địa. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nơi này không gian bị phong tỏa, mặc dù hắn đột phá đến tứ biến chiến thần, nhưng muốn mở tiểu thiên địa ra lại vô cùng gian nan, thần lực sẽ tiêu hao cực lớn. Đây là tiểu thiên địa là do năng lực bên trong của hắn, nếu như mở ra không gian bí cảnh, trả giá càng đắt hơn, dù là một khắc thời gian Tiêu Phàm đoán chừng liền sẽ giải phóng lực. Được, hắc sắc tiểu long gật đầu. Đúng rồi, người tên gì, nếu như không có về sau liền kêu tiểu hắc đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Không được gọi ta là tiểu hắc, ta tên Long Cửu Âm. Hắc sắc tiểu long phản kháng nói. Đường đường là cửu âm long mạch chi linh lại bị người gọi là tiểu hắc, hắn thả giết hắn còn dễ chịu hơn. Cửu âm, Tiêu Phàm bĩu môi, nói ta còn tưởng rằng ngươi tên Trúc Cửu Âm chứ. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới thần thú trong truyền thuyết kiếp trước, vô số thần linh đều ngưỡng mộ khâm phục nó. Trúc Cửu Âm, cái tên không tồi, vậy về sau gọi ta Trúc Cửu Âm. Hắc sắc tiểu long hiếm khi tán thành lời nói Tiêu Phàm. Trúc Cửu Âm so với cái tên Long Cửu Âm này còn bá khí hơn nhiều. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, bản thân chỉ tùy ý nhắc đến mà thôi, tên này vậy mà liền tán đồng. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh thu lại tâm tư, hiện tại hắn chỉ muốn phá vỡ Hoàng Tuyền Tỏa Long Trận, cứu bản thể băng ma. Mấy khắc trước đó, Dạ Cửu U đang giao chiến đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm bất động, hơn nữa thí thần cũng biến mất, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Bản thân ta biết rõ, long mạch chi khí há lại dễ dàng hấp thu như vậy, không cần biết ngươi là ai, cứ thế thôn vệ long mạch chi khí đều sẽ phải trả giá. Bản thân cũng phải nhìn xem, các ngươi có thể ngăn lại bản thân bao lâu. Dạ Cửu U nhe răng cười nói. Băng ma bọn hắn nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, bọn hắn hiện tại cảm thấy ngăn cản sắp không nổi, mấy người tộc lão bị trọng thương, đừng nói là một ngày, cho dù nửa ngày cũng không có khả năng chịu đựng. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá cao bản thân, khinh thường Dạ Cửu U. Tin tưởng Tu La Điện Chủ cùng Thí Thần Đại Nhân, bọn hắn nhất định có thể làm được. Băng ma hét lớn, hắn mặc dù trong lòng hoài nghi Tiêu Phàm có thể cứu bản thể hắn ra hay không, nhưng hiện tại nếu như không liều mạng, bọn hắn coi như không còn cơ hội. Vâng, một đám tộc lão cắn răng nói, bọn hắn rõ ràng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Thần lực đã thiêu đốt cực lớn mới có thể ngăn cản Dạ Cửu U, nếu như không có bảo vật bồi bổ, đoán chừng đời này cũng không thể khôi phục được. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ vị trí Tiêu Phàm truyền ra, đó là một loại khí tức khác hẳn, cảm nhận được cỗ khí tức này, đám Dạ Cửu U đột nhiên quay đầu. Bỗng nhiên, sự tình phát sinh khiến tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ thấy đầu cửu âm long mạch to lớn vậy mà biến mất, còn có cỗ khí tức mạnh liệt kia. Biến đâu mất rồi, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nghiễm nhiên quên cả chiến đấu, chỉ muốn làm rõ cửu âm long mạch đã đi nơi nào. Cửu âm long mạch khổng lồ như thế, làm sao có thể đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ bị thôn phệ? Đám người lắc đầu, phải biết Dạ Cửu U đã từng thôn phệ một nửa long mạch chi khí, cũng đến mấy ngàn năm thời gian đó, Tiêu Phàm làm sao có thể đem phần long mạch chi khí còn lại trong nháy mắt thôn phệ được? Long mạch chi linh, nhất định là nó giúp đem long mạch di chuyển. Dạ Cửu U nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cũng khó trách Dạ Cửu U phẫn nộ như thế, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực nghĩ trăm phương ngàn kế luyện hóa long mạch chi linh,
nhưng mà thân ảnh Long Mạch Chi Linh cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm không bao lâu liền thu phục Long Mạch Chi Linh, vậy chẳng phải là nói bản thân không bằng Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, sát ý trên người Dạ Cửu U càng ngày càng đậm, phẫn nộ càng ngày càng mạnh, tựa như không bằng lòng thừa nhận sự việc có người mạnh hơn hắn. Dù là hắn chỉ là nổi tiếng trong quá khứ, nhưng cũng không cho phép người khác vượt qua. Dạ Cửu U lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó sát khí nặng nề nhìn phía băng tộc lạnh nhạt nói, đúng lúc lắm, bầy kiến cỏ các ngươi, bản thân sẽ một đao giết sạch các ngươi, khiến các ngươi chết trong tuyệt vọng. Tiếng nói vừa dứt, khí thế trên người Dạ Cửu U đột nhiên tăng lên mấy phần, nhìn thấy Tiêu Phàm hàng phục Long Mạch Chi Linh, trong lòng hắn không thể nén giận được nữa. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ, cửu âm Long Mạch biến mất, băng ma chắc chắn sẽ phá phong mà ra, mà hắn phá phong ra hậu quả thật khó tưởng tượng, chưa chắc là hắn có thể ngăn cản được, dù sao lúc trước cũng chỉ là đánh lén thành công mới chân áp được băng ma mà thôi. Mặt khác, băng tộc có mấy tộc lão khí thế rõ ràng yếu bớt không ít, lúc này toàn lực liều mạng là thời cơ tốt, nếu như bất ngờ đột phá vòng vây chém giết Tiêu Phàm cũng không khó. Nơi xa, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng nhìn thấy cửu âm Long Mạch biến mất, lập tức mắt trợn tròn lộ ra dáng vẻ không cam lòng, nhất là Chọc Thiên Hồng, hắn cách thất biến chiến thần cũng chỉ có một bước. Nếu như hoàn toàn nuốt hết Long Mạch chi khí này, Chọc Thiên Hồng tự tin có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tiêu Phàm cau mày lại, hắn cảm giác mình bị một đầu độc xà đánh tới. Quay người lại, nhìn thấy bóng đen thần sắc băng lãnh nhìn qua hắn, Tiêu Phàm biết rõ. Dạ Cửu U đã động sát ý niệm với mình. Giờ phút này, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cũng không phải bị khí thế Dạ Cửu U bức ép thành dạng này, mà là vừa mới mở ra tiểu thiên địa, cơ hồ hao tổn hết toàn bộ thần lực của hắn. Ở chỗ này mở ra tiểu thiên địa, đối với hắn tiêu hao quá lớn, giờ phút này nếu có người muốn xuất thủ với hắn, đoán chừng hắn không chống đỡ được bao lâu. Theo cửu âm Long Mạch biến mất, cỗ quan tài thủy tinh kia cũng từ hư không rơi xuống tới, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền bị vô số hàn băng xiềng xích gào thét khống chế, quan tài thủy tinh lần nữa lại bị vây ở hư không, tất cả những thứ này cơ hồ phát sinh tại trong một chớp mắt. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, tựa như đã sớm đoán được sự việc đó, hắn hít sâu một cái, lấy tu la kiếm ra, dùng hết khí lực cuối cùng đạp không mà bay lên, sau một khắc từng đợt kiếm ba lăng lệ từ trên người hắn nở rộ ra. Phá, một tiếng quát nhẹ, kiếm ba lăng lệ dập dờn, xuyên qua từng đầu hàn băng xiềng xích, dựa vào độ sắc bén của tu la kiếm, chặt đứt những băng tinh xiềng xích này cũng không có gì là khó. Một khắc thời gian như bất động, hàn băng xiềng xích xung quanh quan tài thủy tinh bỗng nhiên nổ tung ra, bị vô số kiếm khí chém vỡ nát. Sau đó, kiếm khí đầy trời tại hư không ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm màu đỏ to lớn, xông thẳng đến quan tài thủy tinh. Chết, lúc này gầm lên một tiếng, Dạ Cửu U nhìn thấy Tiêu Phàm phá vỡ Hoàng Tuyền Tỏa Long trận cũng nhịn không được nữa, khí thế trên người tăng vọt. Thân thể hóa thành thiểm điện đánh giết ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể một tộc lão, hóa thành vô số tia máu bắn về phía hư không. Một màn này đến quá nhanh, băng ma cùng băng tộc trưởng lão căn bản không phản ứng kịp. Dạ Cửu U không có ý định dừng lại, lần nữa hướng về phía Tiêu Phàm đánh giết, hắn không dám kéo dài. Nếu băng ma phá phong mà ra thì chắc chắn có khả năng đối kháng hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một bầy kiến hôi vậy mà cũng có thể ngăn chặn hắn trong thời gian dài như vậy. Nhanh ngăn hắn lại, băng ma giống to, trong lòng thập phần không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà có thể phá vỡ Hoàng Tuyền Tỏa Long trận. Hiện tại hắn cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng nhưng lại không thể liều mạng được. Chờ đợi mấy ngàn năm, thật vất vả dùng Dạ Cửu U lừa gạt cửu âm Long Mạch. Dạng cơ hội này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Nghe được mệnh lệnh của băng ma, thất đại cường giả băng tộc dốc hết toàn lực giết tới. Đáng tiếc, tốc độ bọn họ lại không thể theo kịp Dạ Cửu U. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, Dạ Cửu U liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, một kiếm đâm về phía sau lưng Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm đưa lưng về phía Dạ Cửu U, làm sao có thể trốn được chiếu chí mạng này. Huống chi tu la thần lực thể nội Tiêu Phàm đã tiêu hao hầu như không còn. Tam ca, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng lớn tiếng gào thét, nhanh chóng phóng về hướng Tiêu Phàm. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể làm gì, sức mạnh của Dạ Cửu U như vậy, làm sao bọn hắn có thể địch.
mắt thấy Dạ Cửu U một kiếm liền muốn chém giết Tiêu Phàm, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, không ai phát hiện, quan tài thủy tinh trước người Tiêu Phàm đột nhiên động. Ngay sau đó, một vệt sáng từ bên trong quan tài thủy tinh bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Bang, tiếng kim thạch vỡ dữ dội vang lên, trước mặt Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nam tử mặc chiến bào màu trắng, mái đầu bạc trắng bay lên, trừ băng ma còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm bị một luồng cường đại khí thế đánh bay, ngũ tạng lục phủ đau đớn không thôi, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Phàm biết rõ. Nếu như không phải băng ma phát ra một khí lực lớn đoán chừng liền hắn không chỉ bị chấn thương đơn giản như vậy. Thời gian đúng lúc, băng ma nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm rung động, Dạ Cửu U bỗng nhiên bay ngược ra sau. Chiến thần viên mãn, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hắn tin tưởng, coi như băng ma giết không chết Dạ Cửu U, nhưng ngăn lại hắn thì không khó. Hơn nữa với khí thế vừa rồi, thực lực băng ma rõ ràng mạnh mẽ hơn Dạ Cửu U mấy phần. Nhưng mà lúc trước băng ma còn bị tổn thương, Tiêu Phàm không thể tưởng tượng băng ma thời kỳ đỉnh cao cường đại đến cỡ nào. Đương nhiên, băng ma cường đại như thế, đoán chừng cùng bản thể Dạ Cửu U so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ở cùng một cấp độ. Chẳng lẽ Dạ Cửu U đã siêu việt chiến thần đỉnh phong, bằng không hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tam ca, lúc này, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng đi tới bên người Tiêu Phàm. Vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, thu về toàn bộ lực lượng. Có băng ma đến cứu, công tử, ngươi liền yên tâm chữa thương đi. Chọc Thiên Hồng cười nói, đối với băng ma cực kỳ tự tin. Nhưng Tiêu Phàm lại không có lạc quan như vậy, thực lực của băng ma hiện giờ đoán chừng so với thời kỳ đỉnh cao không đến 1/5, chưa chắc là đối thủ của tàn niệm Dạ Cửu U. Thu hồi tâm tư, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi bên trong thông đạo kia, hít sâu một cái nói, Chọc Thiên Hồng. Mang ta đi lên. Chọc Thiên Hồng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về vị trí thông đạo bay đi. Tiêu Phàm đã bắt đầu vận động vô tận chiến quyết, hấp thụ tinh khí long mạch chi khí, hiện tại hắn quan tâm cũng không phải là thương thế của bản thân, mà là một vật khác. Đi tới phía dưới thông đạo, Tiêu Phàm tựa như đang tìm kiếm cái gì, Chọc Thiên Hồng cùng Tiểu Kim một mặt không hiểu. Tiểu Kim, phá vỡ nó. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tựa như đang lo sợ bị thất vọng. Móng vuốt Tiểu Kim vũ động, băng tinh trong thông đạo toàn bộ nổ nát vụn, hóa thành từng đạo hàn khí lan tràn ra, chờ đợi mấy khắc trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thất vọng. Công tử, người đang tìm cái gì, nếu như ở bên trong thông đạo, chúng ta giúp người đi vào tìm xem. Chọc Thiên Hồng lấy lòng nói, đi theo Tiêu Phàm, hắn phát hiện bản thân khôi phục thực lực rất nhanh, đối với Tiêu Phàm cũng càng ngày càng kinh sợ. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không nói thêm, trong lòng lại là bổ sung một câu, không đúng, Hoàng Tuyền tỏa long trận, không có nó làm sao có thể bố trí thành công đây. Hô, đúng thời khắc Tiêu Phàm đang hoài nghi, đột nhiên một viên đá màu đen lớn cỡ nắm tay từ bên trong thông đạo rơi xuống phía dưới, Tiểu Kim phản ứng cực nhanh, cấp tốc đi qua đem hòn đá kia túm tại trong tay. Lạnh quá, vừa mới tới tay. Thân thể Tiểu Kim liền bị một cỗ hàn ý lạnh thấu xương bao phủ, không khỏi run run. Mà Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lại là lộ ra ý cười, sau đó đánh ra từng đạo thủ ấn đem cái viên thạch đầu kia phong ấn, sau đó nắm vào trong tay, thích chí cười nói quả nhiên là Hoàng Tuyền Thạch. Hoàng Tuyền Thạch, Chọc Thiên Hồng nghe được ba chữ này, trợn to hai mắt nhìn xem thạch đầu trong tay Tiêu Phàm, lộ vẻ khó tin. Tam ca, đây là Hoàng Tuyền Thạch trong truyền thuyết. Tiểu Kim cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hoàng Tuyền Thạch chính là vật mang âm khí trong truyền thuyết, thế gian rất quý hiếm, trong thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm tới khối thứ hai. Toàn thân nó đen như mực, băng hàn bên trong, dù là chiến thần đỉnh phong cũng không chịu được. Thế gian có không ít truyền thuyết liên quan đến Hoàng Tuyền Thạch, có người nói nó có thể câu thông u minh, loại này đồ vật vốn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng mà không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy. Chuyện này khiến bọn hắn làm sao mà nào bình tĩnh đây? Không sai, chính là Hoàng Tuyền Thạch. Tiêu Phàm vui vẻ ra mặt, khó nén kích động trong lòng, trước đó không biết hồn văn đồ nên vẽ cái gì, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ Hoàng Tuyền Thạch, dùng Hoàng Tuyền Thạch vẽ sinh tử hồn văn đồ sẽ vô cùng phù hợp. Mặc dù Tiêu Phàm bây giờ dùng hồn văn chi thuật đã đạt tới cấp thủy tổ,
cũng đang muốn vẽ hồn văn đồ cấp thủy tổ của riêng mình, chỉ là không tìm được vật liệu phù hợp mà thôi. Mà hiện tại, có được một khối hoàng tuyền thạch, Tiêu Phàm rốt cục có thể vẽ hồn văn đồ. Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, hiện tại ta muốn khôi phục thể lực, các ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hiện tại hắn trông thế nhưng một chút sức phản kháng đều không có, một chút nữa còn muốn rời khỏi nơi này, ai biết băng tộc chúng tộc lão có thể sẽ buông tha cho bản thân hắn không. Mặt khác, tâm tư băng ma Tiêu Phàm cũng không phải rõ ràng, đương nhiên có thể là băng ma sẽ không giết hắn. Bằng không, thí thần đã sớm cảm nhận được nguy hiểm sẽ không để cho bản thân đi cứu băng ma. Nơi xa, băng ma cùng Dạ Cửu U vẫn đang kịch liệt giao chiến, chúng tộc lão băng tộc đều một mặt mỏi mệt ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thực lực. Có băng ma toàn lực xuất thủ, chấp niệm trong lòng bọn hắn liền biến mất không còn, hiện tại cũng đem hy vọng ký thác trên người băng ma. Người đều là như thế, tới thời điểm làm trời sập xuống, nhất định sẽ nghĩ đến người xưa. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đem hy vọng ký thác trên người băng ma, vô luận băng ma có thể giết chết Dạ Cửu U hay không, Tiêu Phàm hắn đều phải sống sót rời khỏi nơi này. Mấy canh giờ qua đi, thần lực Tiêu Phàm dần khôi phục lại như cũ, mà nơi xa băng ma cùng Dạ Cửu U chiến đấu vẫn không có ý dừng lại. Hai người thực lực chênh lệch không nhiều, không ai làm gì được ai. Băng tộc chúng tộc lão cũng đều đứng dậy, một mặt chờ mong nhìn chiến đấu phía xa. Giờ phút này cái gì mà Nguyệt Thần truyền thừa, cái gì mà Nguyệt Thần thiên quan, bọn hắn đều đã ném đến lên 9 tầng mây, chỉ muốn biết như thế nào mới có thể sống sót. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, nếu tàn niệm Dạ Cửu U thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ là một trận tai nạn. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. May mắn là, tàn niệm Dạ Cửu U vẫn thập phần tự tin, cũng không nghĩ đến sẽ rời đi, hắn muốn giết tất cả mọi người ở nơi này. Sau một khắc, tâm trí Tiêu Phàm chìm vào bên trong tiểu thiên địa, triệu hồi ra hắc sắc tiểu long cửu âm, nói con lươn nhỏ, người có biết làm sao để ứng phó Dạ Cửu U không? Trước tiên Tiêu Phàm không thể không cầu cứu cửu âm long mạch chi linh, gia hỏa này dù sao cũng cùng Dạ Cửu U đối kháng hơn mấy ngàn năm. Nếu như chỉ là tàn niệm, hạt châu kia có thể đối phó hắn, nhưng hiện tại hắn đoạt thân thể người kia, muốn giết chết hắn, rất khó. Cửu âm suy nghĩ một chút nói. Nó cũng hận Dạ Cửu U thấu xương, nguyên bản nó cách hóa long cũng không xa, nhưng mà lại bị tàn niệm Dạ Cửu U nuốt một nửa long mạch chi khí, dẫn đến nó hóa long thất bại. Thật không có biện pháp nào ư, Tiêu Phàm cau mày, hắn có thể không muốn ở chỗ này hao tổn linh khí. Cửu âm trầm ngâm lúc này, nói còn có một cách, chính là rút long mạch chi khí ra, bất quá ta đều làm không được, các ngươi càng làm không được. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái. Nói giống như chưa nói vậy. Đúng rồi, coi như không có tỏa hồn châu, ta cũng có thể đối phó hắn. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Tâm thần rời khỏi tiểu thiên địa, sau đó nhanh chóng hướng về tinh thể xanh đang bay nơi xa, dùng tu la kiếm chém tới, những nơi tinh thể xanh bích đi qua, đâu đâu cũng có vết kiếm. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, những vết kiếm này lại là một chút kiếm văn huyền diệu. Dựa vào thực lực Tiêu Phàm bây giờ, muốn bố trí một cái thần cấp trận pháp tự nhiên là không khó. Hơn nữa hiện tại có băng ma ngăn chặn tàn niệm Dạ Cửu U, hắn sẽ có đủ thời gian. Lóa mắt lại qua hai canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, ở nơi này hoàn toàn là trời đông giá rét. Tiêu Phàm bị làm cho đầu đầy mồ hôi, y phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể thấy bố trí trận pháp này rất gian nan. Cái này phải đa tạ Tử Vô Danh. Bằng không ta còn không học nổi cái trận pháp này. Tiêu Phàm cười cười, sau đó ra hiệu Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng rời khỏi huyền băng động, đi tới vị trí chỗ cửa ra. Tiêu Phàm nhìn chiến đấu phía xa, trên mặt hiện lên ý cười đậm, sau đó hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn, kiếm văn phía trên tinh thể xanh bích bốn phía đột nhiên tựa như sống lại. Tu La, ngươi làm cái gì? Băng Diệp trước tiên lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Phàm nơi xa hét lớn. Sau đó bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền nhanh chóng hướng về một cái thông đạo khác bay đi, cũng không nghĩ tới phải chăng thông đạo kia có thần thi hay không. Không có gì, chỉ là giúp băng ma một chút sức lực mà thôi. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn thấy mấy người rời đi cũng không nói gì nhiều. Sau một lát, kiếm văn bốn phía tựa như đồng loạt sống lại, trên tinh bích xanh nhanh chóng di chuyển, cuối cùng tất cả đều kết nối tại cùng một chỗ,
hình thành một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Thần đạo nghiệp hỏa trận, lên, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, phía trên tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bỗng nhiên sinh ra từng đạo huyết sắc hỏa diễm, huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt khóa chặt hai người trong trận pháp, tựa như là sóng biển từng đợt mãnh liệt. Nghiệp hỏa, hai người Dạ Cửu U cùng băng ma đồng thời kêu sợ hãi. Không đợi thêm huyết sắc hỏa diễm đốt đến, cơ thể bọn hắn nhanh chóng thiêu đốt ra huyết sắc hỏa diễm, hơn nữa huyết sắc rất nhanh biến thành huyết hắc sắc, so với Tiêu Phàm lúc trước bị nghiệp hỏa đốt cháy càng thêm càng kinh khủng hơn, có thể thấy nghiệp lực trong cơ thể đáng sợ đến cỡ nào. Hai người muốn tránh nhưng căn bản trốn không được, chỉ cần nghiệp lực tồn tại, nghiệp hỏa trên người bọn hắn liền không thể hủy diệt, dù là Dạ Cửu U cùng băng ma cũng chống cự không được. Tu La Điện Chủ, thả ta ra ngoài. Băng ma kêu to, cho dù là nhân vật cỡ nào, cũng không muốn bị nghiệp hỏa đốt cháy. Hắn nghĩ ra ngoài, đáng tiếc bốn phía không gian bị Tiêu Phàm gia cố, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phá vỡ. Băng ma tiền bối, không biết một nửa truyền thừa Nguyệt Thần Cung khác đang ở đâu. Tiêu Phàm hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nhìn băng ma. Hắn sẽ không bởi vì băng ma cứu hắn mà cảm kích. Bởi vì hắn cũng giống vậy cứu băng ma, quan hệ của cả hai chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ, băng ma đều không thừa nhận Tiểu Kim là cung chủ Nguyệt Thần Cung, cũng không nghĩ tới đem một nửa khác truyền thừa Nguyệt Thần Cung trả lại Tiểu Kim, Tiêu Phàm không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Băng ma một mặt bị nghiệp hỏa bao phủ, nhưng Tiêu Phàm vẫn có thể nhìn thấy thần sắc hắn lấp lóe không yên, tựa như đang xoắn suýt cái gì. Băng ma! Chẳng lẽ người trước đó thần phục thí thần cũng chỉ là giả sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, lạnh như băng nhìn băng ma, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dù sao, thí thần tin tưởng băng ma như thế mà băng ma lại do dự bất định, hắn đột nhiên phát hiện, trên đời này ai cũng không chắc chắn có thể tin. Bất quá bộ dáng băng ma lại không giống giả bộ thần phục, hơn nữa trước đó tại bên trong thông đạo, băng ma điều khiển thần thi không cho bọn hắn tiến vào nơi này. Cũng là vì bảo hộ bọn hắn. Ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Ngữ khí Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh, hắn không biết băng ma đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ hắn là muốn chiếm lấy Nguyệt Thần truyền thừa? Các ngươi muốn lấy Nguyệt Thần truyền thừa? Băng ma đột nhiên mở miệng nói, mặc cho nghiệp hỏa phần thân, sắc mặt cũng không biến mảy may. Nguyệt Thần truyền thừa vốn liền thuộc về thí thần, chúng ta chỉ là cầm lại đồ vật nên cầm mà thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngữ khí kiên định nói. Nguyệt Thần truyền thừa không phải thuộc về thí thần đại nhân. Băng ma lại là lắc đầu. Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt có vẻ không hiểu, bất quá băng ma cũng không có cần giải thích ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim nói, ngươi là người thừa kế Nguyệt Thần lựa chọn. Muốn Nguyệt Thần truyền thừa, vậy liền vào trận đi. Vào trận, đây chính là thần đạo nghiệp hỏa trận, coi như Tiểu Kim tiến vào bên trong. Cũng sẽ không bị nghiệp hỏa đốt cháy. Nếu như Tiểu Kim tiến vào bên trong, băng ma không đem Nguyệt Thần truyền thừa trả lại Tiểu Kim, ngược lại dùng Tiểu Kim đến uy hiếp ta thì sao? Không nên đi vào, Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ, liền giữ chặt Tiểu Kim. Tam ca, lần này, để cho ta quyết định đi. Tiểu Kim lắc đầu, tránh hỏi bàn tay Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên vẻ chắc chắn. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại. Trong lòng hắn có loại dự cảm bất an. Tin tưởng ta, Tiểu Kim hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu, con người thập phần kiên định nói. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Tiểu Kim đột nhiên xông vào bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận, huyết sắc hỏa diễm bỗng từ bên trong đốt cháy lên, toàn thân đều biến thành huyết sắc. Tiểu Kim, thần sắc Tiêu Phàm khẽ biến, đây chính là nghiệp hỏa đó, trừ vô cấu chi thể, chiến thần cảnh đều không có khả năng ngăn cản được. Tiểu Kim đưa lưng về phía hắn, không quay đầu nhìn hắn, khóe miệng băng ma lại hơi hơi dương lên, nói, người thừa kế Nguyệt Thần cũng không phải là thứ hèn nhát, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chịu đựng đến khi nào. Bị nghiệp hỏa đốt cháy rất thống khổ, không chỉ có riêng thân thể mà còn thống khổ trên tinh thần, rất nhiều người sẽ lâm vào bên trong huyễn cảnh để mặc tinh thần bị dày vò. Ta sẽ không thua ngươi. Tiểu Kim cắn răng nói. Hắn đứng lơ lửng trên không mặc cho nghiệp hỏa đốt luyện cũng không mảy may cử động. Ngoài trận Tiêu Phàm lặng lặng chờ, không nhúng tay vào sự tình giữa băng ma cùng Tiểu Kim, hắn không biết băng ma có ý gì,
nhưng chỉ cần không gây bất lợi cho Tiểu Kim, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Tàn niệm giả cửu u bị nghiệp hỏa đốt luyện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thống khổ thảm thiết, hắn đã từng giết vô số người, dù chỉ là một sợi tàn niệm ẩn chứa nghiệp lực so với người bình thường cũng phải hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như là bản thể giả cửu u, tiếp nhận điểm thống khổ này chắc chắn hắn cũng không hừ một tiếng, nhưng giờ là sợi tàn niệm cũng không phải là giả cửu u, hắn chỉ tương tự giả cửu u ở một số phương diện mà thôi. Luận ý chí và tâm tính, một sợi tàn niệm này, còn không bằng băng ma cùng Tiểu Kim. Thời gian sói mòn từng phút từng giây, 7 ngày liền qua đi rất nhanh, thần đạo nghiệp hỏa trận dòng dã đốt luyện 7 ngày, nếu là những người khác đoán chừng đã sớm sợ hãi mà chết. Nhưng mà, băng ma, Tiểu Kim cùng tàn niệm giả cửu u vẫn còn đang kiên trì, bất quá có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức bọn hắn đều dần yếu ớt. Buồn bực nhất phải kể tới tàn niệm giả cửu u, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, phải biết hắn đã từng luyện hóa nửa cái long mạch chi lực rồi. Dù là chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng đúng ra mà nó phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng không mấy người có thể so sánh. Chết cho ta, rốt cục. Tàn niệm giả cửu u tiếp nhận không được, hắn đột nhiên bạo khởi vồ giết về phía băng ma cùng Tiểu Kim, muốn kéo hai người chôn cùng. Tránh, mắt thấy thời khắc giả cửu u sắp tới gần Tiểu Kim, băng ma đột nhiên quát lạnh một tiếng, khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng vọt, so sánh thời kỳ tột cùng cũng không kém là bao. Giờ phút này giả cửu u đâu còn là đối thủ của hắn, trực tiếp bị sóng âm công kích của băng ma đánh bay. Cái gì? Giả cửu u kinh ngạc. Trợn to hai mắt tràn ngập sợ hãi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đừng nói giả cửu u, dù là Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn cũng không tin, nếu như thực lực băng ma có mạnh như vậy, trước đó đã sớm có thể gạt bỏ tàn niệm giả cửu u, sao lại kéo dài tới hiện tại? Hừ, băng ma hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện trước người tàn niệm giả cửu u, dùng một bàn tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Cổ tàn niệm giả cửu u bị bóp nén đến đỏ bừng, một chữ đều không nói ra được. Đột nhiên, một cái tay khác của băng ma giơ trưởng hung hăng đập vào mi tâm, một vệt sáng lấp lóe bay ra, băng ma vứt bỏ thi thể băng dạ hàn, bàn tay gắt gao níu lại vệt lưu quang kia. Băng ma, người muốn làm gì? Thanh âm sợ hãi từ bên trong lưu quang kia truyền ra, rất hiển nhiên đây mới là tàn niệm giả cửu u. Nuốt hắn. Băng ma không có để ý tới giả cửu u tàn niệm, mà là đi tới trước mặt Tiểu Kim, đem đạo kia lưu quang đưa cho. Phía bên ngoài, Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng nhìn thấy một màn này mắt trợn tròn từ sớm, Chọc Thiên Hồng càng là kinh ngạc nói, băng ma mạnh như vậy, tại sao trước đó không giết chết giả cửu u? Bởi vì hắn vốn không coi tàn niệm giả cửu u là đối thủ. Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu một cái nói, ta rốt cục biết vì sao hắn không giao nguyệt thần truyền thừa. Nguyên nhân một nửa truyền thừa này là lực lượng truyền thừa, thân thể băng ma chỉ là môi giới truyền thừa mà thôi, hắn nếu truyền cho Tiểu Kim, tự bản thân cho dù bất tử đoán chừng công lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi thở dài một hơi, như thế nào hắn lại không biết, hiện tại công lực băng ma vừa đánh ra chỉ là nguyệt thần lực mà thôi, cũng không phải là thực lực chân chính của băng ma. Nghĩ đến bản thân trước đó hắn còn trách cứ băng ma. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần cảm giác khó chịu, hắn hiện tại biết rõ mình là hiểu lầm băng ma. Băng ma tiền bối, ta, Tiểu Kim cũng có chút do dự, hắn nếu tiếp nhận truyền thừa này, cũng là gián tiếp đẩy băng ma vào chỗ chết. Ngươi không phải muốn nguyệt thần truyền thừa sao? Nuốt nó, ngươi mới có tư cách tiếp nhận nó, hơn nữa, ngươi nếu từ bỏ cỗ lực lượng này sẽ biến mất, về sau chắc chắn không có cơ hội. Băng ma trầm giọng nói, khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Lực lượng truyền thừa, ra tay dứt điểm không nuối tiếc. Được, ta nuốt nó. Tiểu Kim khẽ cắn môi há miệng hút vào. Đừng, giả cửu u kêu thảm, nhưng mà Tiểu Kim căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng trực, tiếp đem luồng linh khí nuốt vào trong bụng. Băng ma nhìn Tiểu Kim một cái thật sâu, sau đó hài lòng gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tu La Điện Chủ, hãy truyền đạt sự tình này ra, ta là người Nguyệt Thần Cung, các ngươi mau rời đi. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu, hắn tin tưởng băng ma là sẽ không hại Tiểu Kim, với năng lực băng ma hiện giờ hoàn toàn có thể giết chết Tiểu Kim, căn bản không cần quanh co. Mặt khác nói cho thí thần đại nhân, băng ma chưa từng phản bội Nguyệt Thần Cung. Băng ma ngữ khí kiên quyết nói.
Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, đột nhiên lại nhìn về phía băng tộc chúng tộc lão nói, đám người băng tộc nghe lệnh, bất luận bản tổ có đồng ý hay không, băng tộc vĩnh viễn là thế lực của Nguyệt Thần Cung, không được có tư tưởng khác, người vi phạm, coi là phản tộc sẽ bị xử lý. Mặt khác, băng tộc cùng Tu La Điện mãi mãi đồng minh. Vâng, lão tổ, đám người băng Diệp vội vàng cung kính gật đầu, giờ này khắc này bọn hắn đều từ bỏ ý nghĩ chiếm Nguyệt Thần truyền thừa, bởi vì muốn có được truyền thừa, nhất định phải để lão tổ tự mình truyền thừa. Nghĩ đến đám người còn muốn có được Nguyệt Thần truyền thừa từ trên người băng ma, trong lòng những tộc lão đó liền tự giễu cười một tiếng, thần sắc vô cùng ảm đạm, bọn hắn cố gắng mấy ngàn năm, kết quả là lại là công dã tràng. Bất quá nghĩ đến băng bất đồng cùng băng dạ hàn bọn hắn đều chết, mà bọn hắn chí ít còn sống, ánh mắt thất lạc kia lại phóng một tia ánh sáng. Đều rời đi đi, băng ma thu hồi ánh mắt, liền bắt đầu đuổi người. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm cũng mười phần quyết đoán, sự việc nơi này đã có một kết thúc, hắn cũng lo lắng an nguy của bọn Lăng Phong, lập tức rời đi. Chúng thần mộ địa, không gian tầng thứ 5. Bên trong dãy núi linh khí mờ mịt, truyền đến một tiếng đánh nhau kịch liệt, đao quang kiếm ảnh bắn ra bốn phía, lúc này, ba đạo bóng người từ bên trong núi rừng xông ra, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì ba người này hắn đều quen biết, người cầm đầu không phải ai khác mà chính là Chiến Hoàng Thiên. Hai người bên cạnh Chiến Hoàng Thiên là Dạ Cô U cùng Phong Thiên Khê thời gian trước đi tìm hắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc cũng không phải là Chiến Hoàng Thiên bị người truy sát, mà là người truy sát hắn lại là tu sĩ Chiến Thần Điện, khí tức trên thân những người đó phát ra đều là chiến thần cảnh. Mặc dù tại không gian tầng thứ 5 đều bị áp chế tu vi, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của nhiều chiến thần cảnh như vậy, phải biết, trong đó còn không thiếu cường giả chiến thần cảnh trung kỳ. Đại ca, tam muội, các ngươi đi mau, ta ngăn cản bọn chúng. Ánh mắt Dạ Cô U lộ ra vẻ ngoan tuyệt, hắn máu me khắp người, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Muốn đi thì cùng đi. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, ánh mắt toát vẻ kiên nghị, khóe miệng ho ra một tia máu tươi, nói, không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Ngươi xóa đi ấn ký của Chiến Luân Hồi tự nhiên sẽ cảm ứng được, nơi này có rất nhiều cao thủ chiến thần cảnh, trong đầu bọn hắn cũng có ấn ký của Chiến Luân Hồi. Con ngươi Dạ Cô U bao phủ bởi vẻ thâm trầm, đại ca, ngươi đừng quên, ta với tam muội lần trước gặp được Tiêu Phàm, hắn đáp ứng thay ngươi hộ pháp. Đúng vậy đó đại ca, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, mượn nhờ tay hắn gạt bỏ tàn niệm Chiến Luân Hồi khẳng định sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không khống chế những người khác đối phó ngươi. Phong Thiên Khê cũng nói, nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ cười lạnh không thôi, Dạ Cô U cùng Phong Thiên Khê chỉ là đang lợi dụng hắn tới đối phó tàn niệm Chiến Luân Hồi mà thôi. Đến giờ coi như không chết, đoán chừng cũng đã trọng thương, về phần bọn hắn cái gọi là điều kiện, có lẽ cũng không cần sẽ thực hiện. Tiêu Phàm, Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, nói chúng ta cho đến bây giờ cần phải dựa vào ai? Nếu ta chờ hắn, ai biết được cần phải chờ đến lúc nào, hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta, người cuối cùng phải tự dựa vào mình thôi, bất quá cũng tốt, rốt cục vẫn phải xóa đi ấn ký của Chiến Luân Hồi. Nói cho cùng Tiêu Phàm vẫn còn ngờ vực chúng ta. Dạ Cô U cười khổ một tiếng, lúc đầu hắn dựa vào thái độ Tiêu Phàm mà nói. Ngừng lại, hắn lại nói, Chiến Luân Hồi kiêng kỵ nhất chính là thổ, không gian này là thổ thuộc tính, vậy thực lực ấn ký yếu nhất, xóa đi tự nhiên không khó, dựa vào thuộc tính không gian đạt tới tầng thứ 7, đại ca tất nhiên có thể một bước đột phá chiến thần cảnh. Ta xem Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, chờ đại ca đột phá chiến thần cảnh, khẳng định so với hắn mạnh hơn. Trong mắt Phong Thiên Khê có một tia miệt thị. Không nên khinh thường Tiêu Phàm, có thể trở thành Tu La Điện chủ đều không phải dạng yếu. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, trong đầu hồi tưởng lại khuôn mặt Tiêu Phàm. Lúc trước cùng Tiêu Phàm giao thủ, mặc dù hắn không có thi triển toàn lực, nhưng Tiêu Phàm cũng thi triển toàn lực sao? Đại ca nói đúng, Tiêu Phàm này, không được phép khinh thường. Dạ Cô U cũng hết sức trịnh trọng nói. Khi hắn nhìn thấy sau lưng truy sát bọn hắn đều là cao thủ chiến thần điện, thần sắc lần nữa biến thành băng lãnh dị thường, những người này, lần sau chúng ta sẽ từ từ tìm bọn hắn tính sổ. Chiến Hoàng Thiên mở bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai thần lực chi tinh ánh vàng rực rỡ, con ngươi lạnh như băng nói,
đây là mai thần lực chi tinh chiến thần viên mãn, tốt cho người khác rồi. Tiếng nói vừa dứt, chiến hoàng thiên tiện tay hất lên, liền đem mai thần lực chi tinh ném ra, hắn thật vất vả xóa đi ấn ký chiến luân hồi lưu lại, tự nhiên không có khả năng lại luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh. Coi như muốn luyện hóa, cũng sẽ không luyện hóa thần lực chi tinh chiến luân hồi cho, sẽ chỉ luyện hóa thần lực chi tinh lấy được ở bên trong thần linh cấm khu. Toàn lực chạy tới cửa tầng thứ 6, tiến vào không gian tầng thứ 6, cho dù bọn hắn nắm giữ cửu u ma huyết, cũng sẽ bị áp chế ở chiến thánh cảnh đỉnh phong, đến lúc vết thương trên người ta lành, tất nhiên trả lại bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần. Dạ cô u đằng đằng sát khí nói. Hắn dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, tính tình tất nhiên cũng có sự cao ngạo, bây giờ bị một nhóm phổ thông chiến thần cảnh truy sát, trong lòng có thể kìm nén một hơi sao. Chớ nhìn hắn trước đó lúc gặp gỡ Tiêu Phàm mang một mặt hòa khí, nhưng thật muốn động thủ, Dạ Cô U tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Đi, Chiến Hoàng Thiên quay đầu nhìn phía sau một cái, sát ý băng lãnh trong con ngươi tỏa ra đáng sợ. Cũng đúng lúc này, vị trí thông đạo tầng thứ 5, có hai đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này, hai người không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng. Tu sĩ bốn phía nhìn về phía hai người bọn hắn với ánh mắt tràn ngập sợ hãi, ngay tại lúc này, hai người vậy mà giết mấy cao thủ chiến thần cảnh của chiến thần điện. Công tử, những người này đúng là tự cho mình là giỏi. Ánh mắt Trọc Thiên Hồng băng lãnh nhìn mặt đất nơi có mấy cổ thi thể kia, lộ vẻ khinh thường. Mấy cổ thi thể kia có lẽ là người chiến thần điện, dám ở chỗ này chặn đường của Tiêu Phàm bọn hắn, làm sao có cơ hội giữ mạng. Chỉ là bọn lâu la. Không cần thiết quản bọn hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, đột phá tứ biến chiến thần, lực lượng hắn đã có thể so với bát biến chiến thần phổ thông, tự nhiên sẽ không đem những tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ để vào trong mắt. Công tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Trọc Thiên Hồng hỏi. Tùy tiện đi dạo một vòng, sau đó tiến về tầng thứ 6. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, nhưng trong lòng hắn trầm ngâm, Dạ Cô U nói Chiến Hoàng Thiên muốn tìm ta hỗ trợ. Nếu như bọn hắn còn chờ ở không gian tầng thứ 5, vậy chứng minh bọn hắn có thành ý, còn nếu như không có vậy thì liền không liên quan đến ta. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng Chiến Hoàng Thiên lúc trước âm thầm trợ giúp bản thân một lần, nhưng hắn cũng không cảm thấy bản thân thiếu hắn cái gì, bởi vì ban đầu ở Thiên Thần Phong tìm hắn để gây sự, cũng là Chiến Hoàng Thiên hắn. Với tốc độ của hai người Tiêu Phàm, qua hai ngày đã đi dạo một lượt tầng thứ 5 không gian. Bất quá cũng không phát hiện sự tình gì đặc biệt khác, ngược lại là mảnh không gian này đối hai người áp chế phải lớn rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới nơi xa phát hiện một vòng xoáy phong lực to lớn, hiển nhiên là thông hướng tầng thứ 6. Chưa từng thấy bọn lão đại, đoán chừng đã tiến về tầng thứ 6. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, về phần sự tình Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm đã không còn quan tâm. Công tử, chúng ta gặp không ít người chiến thần điện. Tại sao không thuận thế giết hết, không bao lâu bọn chúng có khả năng sẽ động thủ với chúng ta? Trọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. Tiêu Phàm không đáp, nói đến cùng hắn còn ôm một tia hy vọng đối những người này. Đi thôi, đến tầng thứ 6. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái, dẫn trước hướng tới lối vào. Nhưng mà vừa mới tới gần vòng xoáy phong lực, đột nhiên có mấy vệt ánh sáng từ bên trong vòng xoáy phong lực bắn ra. Gió lốc bốn phía tàn phá bừa bãi, cảnh tượng dị thường. Trọc Thiên Hồng lách mình ngăn trước mặt Tiêu Phàm, đưa tay chắn mấy đạo ánh sáng ngăn khuất bên ngoài, nhìn kỹ đó lại là mấy cỗ thi thể, trên người cụt tay cụt chân, không có lấy một phần hoàn hảo. Công tử, đây hình như là người cổ tộc, Trọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Đi! Tiêu Phàm sầm mặt lại, lách mình liền xông vào bên trong vòng xoáy phong lực, một lực khí lớn đáng sợ nghiền ép lấy Tiêu Phàm. Bất quá lại bị thần lực mãnh liệt ngăn cản ở ngoài. Sức ép thật đáng sợ, Trọc Thiên Hồng không khỏi cảm thán nói, hắn rốt cục biết rõ những người kia là chết như thế nào. Qua hai nhịp thở, Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng xuyên qua vòng xoáy phong lực, xuất hiện ở một vùng thiên địa tối tăm mờ mịt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi hoang vu, không có bất kỳ sự sống. Tiếng ô ô thỉnh thoảng truyền đến, đó là hư không cuồng phong đang gào thét, giống như dã thú kêu rên. Thê lương vô cùng. Công tử, tầng thứ 6 không gian này lại là phong chi thế giới. Trọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm híp hai mắt đánh giá tứ phương, mắt chăm chú nhìn về nơi xa, thiên địa hoàn toàn u ám,
trong không khí kèm theo một loại khí tức quỷ dị tang thương, băng lãnh dị thường. Mảnh thế giới này không có bất kỳ sự sống tồn tại, cho dù là một ngọn cỏ dại cũng không nhìn thấy, mặt đất gập ghềnh, có từng lớp dấu vết thật sâu, hiển nhiên là cuồng phong quanh năm suốt tháng tạo thành. Gió, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, tựa như nhớ tới cái gì, hắn ngồi xuống nhìn xem mặt đất một khối thạch đầu phổ thông, đột nhiên ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nói, hoang thạch bia. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, bởi vì khí tức tảng đá kia giống như hoang thạch bia lúc trước hắn nhìn thấy ở Chiến Hồn Học Viện Ly Hỏa Đế Đô. Hắn còn nhớ kỹ, bản thân đã từng có lúc tới gần hoang thạch bia, ý niệm tiến vào một mảnh phong chi thế giới, về sau lĩnh ngộ đệ tứ trọng phong thế. Hiện tại hắn rốt cục hiểu rằng, hoang thạch bia vì sao tạo thành loại động tĩnh này, bởi vì hoang thạch bia vốn là đồ vật thần linh cấm khu, lạc ấn lấy một chút hình ảnh phong chi thế giới. Phải biết, gió trong phong chi thế giới đều là phong chi áo nghĩa, hắn lúc trước là một chiến vương, tại bên trong huyễn cảnh tự nhiên khó mà hành động. Không biết có thể ở chỗ này lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa hay không đây? Trong lòng Tiêu Phàm đột phát ý tưởng nói. Hắn hiện tại lĩnh ngộ tu la áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, cùng hỏa chi áo nghĩa, nhưng phong chi áo nghĩa hắn đã có sở ngộ căn bản. Trước kia Tiêu Phàm lĩnh ngộ phong thế, công kích và tốc độ người bình thường khó có thể so sánh, nếu như lần này có thể lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, thực lực chẳng phải là có thể lần thứ hai gia tăng không ít. Đáng tiếc, thời gian thần linh cấm địa mở ra không nhiều, chỉ có thời gian một năm, hiện tại chỉ còn lại mười mấy tháng có thể lợi dụng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra một đạo linh hồn phân thân. Hắn vẫn quyết định lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ hay không hắn không biết, nhưng chí ít có thể thử nghiệm một lần. Dù sao quay trở về vẫn phải đi qua nơi này, cũng không chậm trễ thời gian của bản thân. Công tử cẩn thận! Chọc Thiên Hồng đột nhiên kêu to, chỉ thấy nơi xa một đạo vòi rồng gào thét mà tới, sắc bén đao mang rảo sát hư không. Mặt đất xuất hiện từng đạo dấu vết thật sâu. Không cần nghĩ cũng biết rõ, những thi thể vừa rồi chính là bị những cái này vòi rồng này rảo sát. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, lách mình liền rời khỏi mấy chục trượng, vừa lúc tránh thoát phạm vi vòi rồng công kích, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nói, lực lượng cửu u ma huyết vậy mà biến mất. Lực lượng cửu u ma huyết biến mất, cũng có nghĩa là Tiêu Phàm chỉ có thể thi triển lực lượng chiến thánh cảnh, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Bất quá ngẫm lại liền thấy thoải mái, mảnh thần linh cấm khu này, từ phía ngoài đến bên trong chia làm 9 tầng không gian, càng đi vào không gian bên trong, lực lượng áp chế lại càng lớn, nguy hiểm cũng càng mạnh. Tầng thứ 6 này, chỉ là cuồng phong ẩn chứa phong chi áo nghĩa cũng đủ làm cho người mất mạng, nghĩ đến chiến thần điện cũng sẽ không để cho tu sĩ chiến thần cảnh đến nơi này chịu chết. Lách qua gió lớn đi lên phía trước, Tiêu Phàm lưu lại linh hồn phân thân ở chỗ này để lĩnh hội. Bản thân liền hướng đến chỗ sâu đi vào. Sau một lát, có tầm 10 đạo thân ảnh tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, hơn nữa, mỗi một người đều có tu vi chiến thánh cảnh đỉnh phong, mười mấy người kia kịch liệt chiến đấu tại cùng một chỗ. Chiến đấu ở chỗ này, không phải muốn chết sao? Chọc Thiên Hồng mắng thầm, nếu như bị cuồng phong nuốt, cho dù chiến thần cảnh cũng đều phải chết, đừng nói chiến thánh cảnh. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi vào một khối thần lực chi tinh chấp lóe quang mang nơi xa, những người này hiển nhiên là vì tranh đoạt thần lực chi tinh. Người chiến thần điện tranh đoạt thần lực chi tinh ta không kinh ngạc, nhưng ngược lại là người cổ tộc, chẳng lẽ không biết những cái thần lực chi tinh này có vấn đề sao? Chọc Thiên Hồng nhíu mày nói. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nhận ra một người bên trong những người kia, chính là Lăng Gia Lăng Ngạo. Tiêu Phàm đối với Lăng Ngạo biết rõ, hắn là một người rất thông minh, không thể vì một khỏa thần lực chi tinh mà liều mạng. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, nơi xa Lăng Ngạo đã rơi xuống hạ phong, một nhóm Lăng Ngạo chỉ có 4 người, mà đối phương lại có 8 người, lấy một chọi 2 làm sao có thể là đối thủ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, Chọc Thiên Hồng, ra tay đi. Giúp ai? Chọc Thiên Hồng hỏi. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm tức giận chừng Chọc Thiên Hồng một cái. Ta biết rõ. Chọc Thiên Hồng hậm hực cười một tiếng, hóa thành một đạo chớp lóe xông ra, hắn mặc dù bị áp chế tại chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng đối phó với tu sĩ cùng cấp, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Năng lực của hắn không phải những tu sĩ chiến thánh cảnh đỉnh phong này có thể ngăn cản.
Nhìn thấy Trọc Thiên Hồng đánh tới, tu sĩ hai phe đều lộ ra vẻ đề phòng, bất quá khi nhìn thấy Trọc Thiên Hồng xuất thủ với tu sĩ Chiến Thần Điện, trên mặt bọn Lăng Ngạo lóe qua một tia chờ mong. Các hạ có biết chúng ta là ai không? Một người Chiến Thần Điện phẫn nộ quát, tốt nhất đừng phạm sai lầm. Sai bà ngoại ngươi, Trọc Thiên Hồng làm sao chịu đựng được bọn hắn uy hiếp, lão tử chính là tới giết các ngươi, còn dám uy hiếp ta. Phốc, một tiếng vang giòn, Trọc Thiên Hồng bỗng bộc phát ra bản thể, một đầu xúc tu trực tiếp xuyên thủng tu sĩ lên tiếng uy hiếp, huyết khí trong cơ thể cùng mệnh cách trong nháy mắt bị Trọc Thiên Hồng rút ra không còn. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đầu xúc tu cũng không chút do dự cuốn lên bảy người khác, dù là bị áp chế tại chiến thánh cảnh, nhưng bản thể Trọc Thiên Hồng cũng không phải những tu sĩ chiến thánh cảnh có thể so sánh. A à, từng tiếng kêu thảm truyền ra, vẻn vẹn mấy khắc sau, tám tên tu sĩ chiến thánh cảnh đỉnh phong của Chiến Thần Điện đều bị Trọc Thiên Hồng chém giết hầu như không còn. Đám người Lăng Ngạo lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Trọc Thiên Hồng vậy mà mạnh như vậy, hít sâu một cái. Lăng Ngạo tiến lên một bước nói, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn công tử nhà ta. Trọc Thiên Hồng khoát tay một cái nói. Lăng Ngạo, Lăng gia các ngươi làm sao chỉ còn lại mấy người các ngươi? Lúc này, Tiêu Phàm đi tới. Tiêu Phàm, Lăng Ngạo kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới bản thân lại được Tiêu Phàm cứu, cười khổ nói, chúng ta bị cuồng phong tập kích tẩu tán. Sau đó lại bị người Chiến Thần Điện đánh lén, bọn hắn giết 6 người của chúng ta. Chiến Thần Điện chẳng lẽ trắng trợn khai chiến cùng cổ tộc? Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Cũng khó trách hắn sẽ nghĩ như vậy, chỉ một mai thần lực chi tinh, đông đảo tu sĩ chiến thánh cảnh có lẽ sẽ không liều mạng, chí ít khôn khéo như Lăng Ngạo hẳn sẽ không làm như thế. Lăng Ngạo trầm ngâm lúc này, hết sức trịnh trọng gật đầu nói, không sai, trước đó ta nhận được một tin tức không tốt. Chiến Thần Điện đã bắt đầu bao vây phía trước không gian tầng 5, chỉ cần không phải tu sĩ Chiến Thần Điện, giết không tha. Khó trách chúng ta tại không gian tầng thứ 5 tìm kiếm 2 ngày, không thấy người của cổ tộc, chỉ thấy được một vài tu sĩ Chiến Thần Điện, công tử còn tha bọn chúng một mạng. Trọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Sắc mặt Tiêu Phàm cũng vô cùng âm trầm, sự tình này hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, hắn không nghĩ tới Chiến Thần Điện hành động mạnh mẽ như vậy. Đúng. Ta còn thỉnh thoảng nghe đến một tin đồn, cũng không biết là thật hay giả, nếu như là thực, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là tin tức xấu. Lăng Ngạo đột nhiên lại nói ra. Tin đồn gì? Trong lòng Tiêu Phàm đã có dự cảm xấu nhất. Theo người Chiến Thần Điện nói, Chiến Thần Điện đã bắt đầu động thủ với các đại cổ tộc. Lăng Ngạo không nói không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết thôi. Cái gì? Con người Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại. Sự tình này thật đúng là chưa từng nghĩ tới, Chiến Thần Điện chủ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, Dạ Cửu U tìm về đầu lâu mình, khôi phục thực lực đỉnh phong? Nghe thấy tin tức này, toàn thân Tiêu Phàm chấn động, thật giống như bị một đạo kinh lôi đánh trúng, nói, Lăng Ngạo, người nói tin tức này là thật ư? Ta cũng không biết, ta là ngẫu nhiên nghe được người Chiến Thần Điện đang đàm luận. Lăng Ngạo cười khổ lắc đầu, bất quá 8-9 phần là thật. Hơn nữa chúng ta lo lắng cũng vô dụng, nơi này không gian bị phong bế, cho dù Chiến Thần đỉnh phong cũng không đánh tan được. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cố ép mình bình tĩnh, Lăng Ngạo nói không sai, hiện tại điều cần quan tâm là nơi này, còn không thể mạnh lên. Chờ 10 tháng sau, truyền tống thông đạo mở ra, cũng có đủ thực lực đối mặt với Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện ra tay với cổ tộc, tự nhiên sẽ không để đám người cổ tộc rời khỏi chúng thần mộ địa. Dù sao người dùng thần lực chi tinh nơi này đột phá chiến thần cảnh đều bị giết không ít. Hơn nữa, những người này vẫn là không thể khống chế, Chiến Thần Điện tự nhiên là không có khả năng cho phép những người này sống sót. Đúng rồi, những thần lực chi tinh này các ngươi tốt nhất đừng luyện hóa, nếu như Chiến Thần Điện vạn nhất động tay động chân ở bên trong, đến thời điểm sẽ nguy hại vô cùng. Tiêu Phàm đem viên thần lực chi tinh kia ném cho bọn Lăng Ngạo, lại nhắc nhở. Chúng ta biết rõ. Lăng Ngạo gật đầu, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng, dù có được thần lực chi tinh, về sau bọn hắn cũng sẽ mời lão tổ xóa đi ấn ký bên trong, sau đó mời luyện hóa. Đương nhiên, nếu như có thể dựa vào tự thân đột phá chiến thần cảnh thì không thể tốt hơn. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, Tiêu Phàm tự nhiên đem mai thần lực chi tinh này trả cho bọn hắn,
điều này không khỏi làm Lăng Ngạo thay đổi cách nhìn đối với Tiêu Phàm. Tiếp theo các ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Phàm lại hỏi. Chúng ta ở nơi này lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, thuận tiện tìm kiếm thần lực chi tinh. Lăng Ngạo nói ra, chẳng biết tại sao, hắn đối Tiêu Phàm sinh ra một loại tín nhiệm khó hiểu. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không chờ bọn hắn phản ứng, liền mang Chọc Thiên Hồng hướng về chỗ sâu của phong chi thế giới bay đi. Mấy người Lăng Ngạo đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiêu Phàm chậm rãi biến mất trong tấm mắt, một người Lăng gia nhịn không được nói, đây chính là Tu La Điện Chủ. Có vẻ như cũng không khủng bố đến mức như vậy. Khủng bố, nếu như lúc hắn kinh khủng, cả thế giới đều sẽ run rẩy. Lăng Ngạo lắc đầu, lập tức trong lòng lại bổ sung một câu, không thể không nói, chiến thần điện nói xấu Tu La rất có tác dụng, ngay cả cổ tộc ta cũng có không ít người bị ảnh hưởng. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Hồi lâu, Lăng Ngạo lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, suy nghĩ có chút mê mang. Tiêu Phàm rời đi, tiếng lòng căng cứng, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Chọc Thiên Hồng nhìn không được hỏi, công tử, người đang lo lắng chiến hồn đại lục ư. Tiêu Phàm gật đầu, quan trọng nhất hắn là đang lo lắng cho Nam Vực, lo lắng cho gia tộc mình, dù sao, những khu vực khác đều có cổ tộc tọa trấn, bên ngoài Nam Vực lại không có thế lực gì. Người yên tâm đi, chiến hồn đại lục sẽ không yếu ớt như thế, bằng không chiến thần điện đã sớm động thủ. Chọc Thiên Hồng an ủi. Hy vọng thế. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Đúng rồi công tử, ta luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chọc Thiên Hồng đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Vấn đề gì? Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Ta nhớ vạn năm trước, chiến hồn đại lục có thế lực cực kỳ đáng sợ là Tiêu gia, trưởng quản truyền thừa điện một trong tam đại chí cao thần điện. Tại sao chiến thần điện cùng Tu La điện đều ở đây, mà Tiêu gia truyền thừa điện lại không gặp? Chọc Thiên Hồng cau mày một cái. Tiêu gia là chủ nhân truyền thừa điện, không phải Diệp gia sao? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Chọc Thiên Hồng, hắn hiển nhiên chưa từng nghe nói qua sự việc này. Từ khi hắn sinh ra, cũng chỉ biết Tiêu gia là một tiểu gia tộc tại Vương Triều mà thôi, sao mà có liên quan đến truyền thừa điện một trong tam đại chí cao thần điện được? Dù ở bên trong Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm cũng không tìm được dấu vết gì cho thấy Tiêu gia cùng truyền thừa điện có liên quan với nhau. Nhưng hắn biết, Chọc Thiên Hồng không có lý do lừa hắn, khả năng duy nhất chính là tin tức bên trong Tu La truyền thừa bị người ta cố ý che giấu. Công tử không biết sao, lần này đến phiên Chọc Thiên Hồng kinh ngạc, nói ta còn tưởng là công tử chính là người Tiêu gia truyền thừa điện, sau đó lại lấy được Tu La điện truyền thừa, Diệp gia trong miệng ngươi trước kia ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi xác định Tiêu gia vạn năm trước là người cầm lái truyền thừa điện. Tiêu Phàm lại hỏi lần nữa, Tiêu gia ở chiến hồn đại lục không chỉ có một mình gia tộc của hắn, nhưng cho đến bây giờ, Tiêu Phàm thật đúng là chưa nghe nói qua Tiêu gia khác tồn tại. Nếu như Chọc Thiên Hồng không có nói dối, bản thân Tiêu gia vô cùng có khả năng chính là truyền thừa điện vạn năm trước, chí ít cũng là hậu duệ Tiêu gia chi thứ. Ta xác định, Chọc Thiên Hồng thập phần khẳng định nói. Năm đó Tiêu gia trưởng quản lấy truyền thừa ở chiến hồn đại lục, vô luận Tu La Điện, hay là chiến thần điện truyền thừa, tất cả đều thuộc về hắn trưởng quản. Có thể nói, tam đại chí cao thần điện kỳ thật lấy truyền thừa điện cầm đầu, chiến thần điện ở ngoài sáng, Tu La Điện ở trong tối, mà truyền thừa điện chủ tính chung tất cả. Tiêu Phàm gật đầu, không có quấy rầy lời nói Chọc Thiên Hồng, điểm này hắn ngược lại biết rõ, dù sao hiện tại chiến hồn điện đều là từ truyền thừa điện phân liệt đến. Bất quá hắn nghĩ không ra, truyền thừa điện cường đại như thế, tại sao lại bị phân liệt đây? Chọc Thiên Hồng tựa như lâm vào hồi ức xa xôi, chậm chạp nói, ta còn nhớ, gia chủ Tiêu gia lúc ấy một nhân vật cực kỳ cường hoành, tên là Tiêu Thần Võ, đây chính là tồn tại đến chiến luân hồi đều phải kiêng kỵ, chỉ là không biết vạn năm trôi qua, Tiêu Thần Võ còn sống hay không? Tiêu Thần Võ, trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm cái tên này. Không sai, chính là Tiêu Thần Võ. Chiến hồn đại lục trừ thí thần, hắn là người duy nhất có thể chống lại Dạ Cửu U, đương nhiên, hắn cũng không phải đối thủ Dạ Cửu U, nhưng quét ngang chiến hồn đại lục vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chọc Thiên Hồng gật đầu. Nhắc đến Tiêu Thần Võ, trong mắt Chọc Thiên Hồng liền tràn ngập kiêng kỵ, hiển nhiên hắn cũng từng thua thiệt trong tay Tiêu Thần Võ. Trước đó Minh La lão tổ Minh Yểm kia, cũng chính là huyết ma bộ lạc phó lĩnh chúa,
cũng ăn thiệt thòi lớn trong tay Tiêu Thần Võ. Trọc Thiên Hồng lại nói, khó trách Chiến Thần Điện cùng Huyết Ma Bộ Lạc một mực không có động tĩnh, hiện tại nhìn đến, trước khi Giả Cửu U khôi phục lại thực lực, Chiến Hồn Đại Lục có lẽ có thể chống cự được thực lực Chiến Thần Điện cùng Huyết Ma Bộ Lạc. Lắng trên mặt Tiêu Phàm biến mất không ít. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới gia tộc mình đã từng huy hoàng như vậy, trên mặt hắn tự nhiên lộ ra một vẻ tự hào, mặc kệ hắn có phải người của Tiêu gia hay không, chí ít hắn họ Tiêu. Ta cảm thấy sự tình có lẽ không phải đơn giản như vậy. Trọc Thiên Hồng đột nhiên lắc đầu, thận trọng nói, thiếu chủ đừng nên khinh thường Huyết Ma Bộ Lạc, dù là hiện tại không có Giả Cửu U, thực lực của Huyết Ma Bộ Lạc đã từng hủy diệt Chiến Hồn Đại Lục. Duy nhất khả năng chính là thực lực Huyết Ma Bộ Lạc hiện tại giảm đi nhiều, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Tiêu Phàm cau mày, điểm này hắn cũng từng nghĩ đến, dù sao mấy ngàn năm trước, Huyết Ma Bộ Lạc cùng Chiến Hồn Đại Lục đã phát sinh mấy trận chiến đấu. Có lẽ chính là trong khoảng thời gian này, thực lực Huyết Ma Bộ Lạc bị suy yếu không ít. Công tử, những sự tình này ngươi tạm thời không cần lo lắng, nên cố gắng đột phá tu vi trước rồi nói sau. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ người. Trọc Thiên Hồng nói. Ngươi nói không sai. Tiêu Phàm gật đầu, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, người nhà ta cũng không có gặp nguy hiểm. Giờ phút này, khói lửa Chiến Hồn Đại Lục đã nổi lên bốn phía, đúng như Lăng Ngạo nói, Chiến Thần Điện đã bắt đầu động thủ với cổ tộc, hơn nữa không phải là một vực động thủ, mà là bát vực cùng nhau xuất chiến. Tu sĩ của Chiến Hồn Đại Lục biết được tin tức này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bị nội tình trong Chiến Thần Điện dọa đến thất kinh. Trừ thần vực cùng Nam vực ra, Đông vực, Tây vực, Bắc vực, Thiên vực, Địa vực, Huyền vực cùng Linh vực bảy vực đều có thất đại cổ tộc, mà Chiến Thần Điện lại là đồng thời cùng một lúc đối mặt, có thể thấy Chiến Thần Điện cường hãn đến mức nào. Rất nhiều tu sĩ đều trốn sang thần vực, bây giờ cũng chỉ có thần vực là nơi duy nhất tránh gió. Bát vực khác đều đã trở thành chiến trường. Thần vực, bên trong một tòa quán rượu, rất nhiều tu sĩ không kiêng nể gì cả mà nghị luận việc này, thân làm tu sĩ Chiến Thần Điện, bọn hắn quả thật rất kiêu ngạo. Trong lúc nơi khác xác chết trôi dạt mái chèo, thời khắc máu chảy thành sông, nhưng bọn hắn thì vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí phong hoa tuyết nguyệt. Tin báo mới nhất, gia tộc Linh vực Mộ Dung đã thần phục Chiến Thần Điện, đến lúc này chính thức thần phục thêm một vực. Thời gian mới chỉ một tháng mà gia tộc Mộ Dung liền đầu hàng. Thật đúng là một chút cốt khí cũng không có, ban đầu còn cho rằng bọn hắn có thể kiên trì chống đỡ nửa tháng. Ha ha, gia tộc Mộ Dung vốn là loại hiếp yếu sợ mạnh, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Bất quá thật đúng là ngoài ý muốn, vốn cho là Nam vực là vực thần phục đầu tiên. Ta cũng là cho rằng như vậy, nên nhớ Nam vực là phó điện chủ Chiến Thiên Hạ tự mình xuất chinh. Bị đánh bại cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Ứng phó với Nam vực yếu nhất, vậy mà còn muốn phó điện chủ tự mình xuất chinh. Đoán chừng không bao lâu liền có thể thống nhất Nam vực, dị tộc xâm lấn sắp đến, Chiến Thần Điện nhất định phải nhất thống Chiến Hồn Đại Lục, không cho phép bên thứ hai xuất hiện, nếu ai dám phản kháng chính là đối địch với Chiến Hồn Đại Lục. Lúc này, tình hình như vậy mà bọn hắn còn vì tư lợi, chỉ muốn giữ gìn lợi ích của bản thân. Vậy đặt tu sĩ Chiến Hồn Đại Lục ở chỗ nào? Đáng tiếc ta thực lực quá thấp, bằng không ta đã gia nhập đội ngũ xuất chinh, vì Chiến Hồn Đại Lục giúp chút sức mọn, hạ sát những kẻ cổ tộc phản bội này. Rất nhiều tu sĩ lòng đầy căm phẫn, tràn ngập phẫn nộ đối với những đại cổ tộc khác, ở trong mắt tất cả mọi người, Chiến Thần Điện nhất thống Chiến Hồn Đại Lục, chỉ là vì tụ tập lực lượng đối kháng dị tộc mà thôi. Bọn hắn không biết, Chiến Thần Điện kỳ thật đã sớm phản bội Chiến Hồn Đại Lục. Thực chất bọn hắn mới là kẻ phản bội Chiến Hồn Đại Lục, đáng tiếc bọn hắn còn đắc chí lấy thân làm người Chiến Thần Điện mà tự ngạo. Không thể không nói, nước cờ này của Chiến Thần Điện đi không sai, mang tính đạo đức cao coi như các đại cổ tộc muốn phản bác cũng hữu tâm vô lực. Từng ấy năm như vậy, trong mắt đại bộ phận tu sĩ cửu vực đều chỉ có Chiến Thần Điện, nơi còn có cổ tộc, bọn hắn cho rằng từ vài ngàn năm trước đã bắt đầu thâm căn cố đế, đã ăn rất sâu, muốn cải biến trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Cường giả các đại cổ tộc mới vừa mới quy vị, không nghĩ tới Chiến Thần Điện đột nhiên làm khó dễ, phần lớn người đều có chút trở tay không kịp, bất quá, trừ Linh vực ra, mấy vực khác đều không có ý định đầu hàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, cụ thể như thế nào,
vẫn còn chưa biết được. Giờ này khắc này, ở trên không Nam vực, mấy chục chiếc phi độ chiến thuyền dập khắp chân trời, xông thẳng đến Ly Hỏa Đế Đô. Trong đó ở đằng trước bong thuyền của một chiếc chiến thuyền, có bóng một đạo thân ảnh đang đứng, người này không phải ai khác mà chính là Phó Điện Chủ Chiến Thần Điện Chiến Thiên Hạ. Phó Điện Chủ, Nam vực cửu đại đế triều, bây giờ chỉ còn lại Đại Ly đế triều, kỳ thật một Nam vực nho nhỏ, không cần Phó Điện Chủ ngài tự mình xuất mã. Sau lưng Chiến Thiên Hạ, một nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đen cung kính nói, lời nói đều là vẻ nịnh nọt. Chiến Vân, Nam vực không đơn giản như ngươi tưởng tượng, nhất là Đại Ly đế triều này, mọi người cẩn thận là hơn. Chiến Thiên Hạ lắc đầu, con ngươi thâm sâu đều là vẻ ngưng trọng. Phó Điện Chủ, trên chiến thuyền của chúng ta có 40 cao thủ chiến thần cảnh, ứng phó một đế triều nho nhỏ, còn phải cẩn thận hơn sao? Tê trong mắt hắc sắc chiến giáp Chiến Vân đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hắn tự phụ như thế, hắn là bát biến chiến thần, cho dù đối đầu cửu biến chiến thần cũng có sức đánh một trận, một đế triều nho nhỏ đến chiến thánh cảnh còn không có, hắn sao có thể để ở trong mắt đây? Phó Điện Chủ, đã đến Ly Hỏa Đế Đô. Lại một tên nam tử cung kính nói ra. Chiến Thiên Hạ thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn, nơi xa, một tòa thành trì sắc hỏa hồng to lớn lẳng lặng nằm dài tại nơi đó, mặt trời chiều ngả về tây, đem cả tòa thành trì chiếu đỏ bừng như máu. Phó Điện Chủ, nghe đồn thế hệ Tu La Điện Chủ hiện tại chính là từ đế triều này đi ra ngoài. Nếu như ta đi hủy nó, không biết tên Tiêu Phàm kia biết sẽ có phản ứng gì đây? Chiến Vân tà tà cười một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, Chiến Vân bỗng đạp không mà lên, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới hỏa diễm đại thành, Chiến Thiên Hạ muốn ngăn cản, cũng không kịp. Phi hành hết tốc lực, Chiến Thiên Hạ quát khẽ một tiếng, Chiến Vân là cháu hắn, tự nhiên không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Với tốc độ của Chiến Vân, vẻn vẹn mấy hơi thở liền xuất hiện ở bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, nhìn Ly Hỏa Đế Đô phi thường náo nhiệt, trong mắt Chiến Vân đều là vẻ lạnh lùng. Nghe đồn lúc trước Lôi Thân Điện Chủ đã từng thua thiệt ở nơi này, cũng không biết có phải hay không, thôi một lần trực tiếp giải quyết cũng coi như báo thù cho Điện Chủ. Đang khi nói, thần lực quanh thân Chiến Vân hoạt động, đột nhiên đưa tay lật một cái, sau một khắc, đột nhiên trên không Ly Hỏa Đế Đô bắt đầu rung động ầm ầm, tựa hồ như một tiếng sét. Rất nhiều tu sĩ nhìn về chân trời mờ mịt, một cỗ lớn khí tức hủy diệt tốc thẳng vào mặt, ép đám người tới không thở nổi. Xảy ra chuyện gì, có người lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tử vong cùng hủy diệt khí tức tràn ngập cả tòa thành trì. Phần lớn người cảm nhận được cỗ khí tức cuồng bạo kia, thân thể chao đảo đứng không vững, nhao nhao hướng về mặt đất quỳ sát xuống dưới. Hiện tại trước mặt bát biến chiến thần, chiến thánh cảnh đều là run rế, giờ phút này muốn đứng dậy là điều không thể, đây chính là lực lượng chiến thần cảnh, nói hủy thiên diệt địa thì có chút khoa trương. Nhưng tiện tay hủy diệt một tòa thành trì lại là dễ như trở bàn tay. Một bầy kiến hôi mà thôi. Sao có thể tạo được sóng lớn? Phía trên thiên khung, trên mặt Chiến Vân lộ ra vẻ khinh thường, dù là có Chiến Thiên Hạ nhắc nhở, hắn cũng không đem tòa thành trì này đặt ở trong lòng. Đột nhiên, trên không xung quanh Ly Hỏa Đế Đô ngưng tụ ra một vòng trưởng cương rộng lớn mấy ngàn dặm, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô đều bị che đậy. Một tát này xuống dưới, cả tòa thành trì đều sẽ bị đánh thành bột mịn. Tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô nhìn thấy trưởng cương to lớn này, còn tưởng rằng trời sập xuống, đáng tiếc, bọn hắn đều bị trưởng cương này ép không thở nổi. Bọn họ sợ hãi, bọn họ phẫn nộ, nhưng họ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào, quả thật giống như bị một cái đại thủ bóp lấy không thể phát ra tiếng. Trong tâm bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, không còn phương pháp khác. Thời khắc trưởng cương sắp rơi xuống Ly Hỏa Đế Đô, trên mặt Chiến Vân lộ ra một tia tà ác, sau một khắc, Chiến Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nét cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc, toàn thân nổi da gà. Chỉ thấy một đạo lưu quang huyết sắc vạch phá chân trời, tựa như vượt qua vạn dặm bay đến, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Huyết sắc lưu quang còn chưa tới gần, Chiến Vân liền cảm nhận được cảm giác đau nhói, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chính là chạy trốn. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, hai chân hắn tựa như không nghe sai khiến của hắn, căn bản không bước đi được. Phải biết, bản thân hắn là bát biến chiến thần, dưới gầm trời này làm sao còn có người có thể ép hắn không thể động đậy. Chiến Vân, mau lui lại,
Một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, là Chiến Thiên Hạ nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy đạo lưu quang huyết sắc kia, trong mắt Chiến Thiên Hạ cũng lóe qua một tia sợ hãi. Nếu để người khác nhìn thấy thần sắc của Chiến Thiên Hạ lúc này hẳn sẽ kinh ngạc không thôi, phải biết rằng Chiến Thiên Hạ đã là chiến thần đỉnh phong, người có thể khiến hắn lộ vẻ sợ hãi sẽ là nhân vật bậc nào đây? Nghe thấy tiếng thét của Chiến Thiên Hạ, Chiến Vân rất muốn nhanh chóng bỏ chạy, đáng tiếc hắn dùng toàn lực cũng không thể nhấc chân lên được, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó nhìn Trưởng Phong đang đánh tới. Phốc, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang ảnh trong nháy mắt xuyên qua ngực Chiến Vân, một đóa huyết hoa nở rộ trong hư không. Chiến Vân trợn mắt nhìn xuống ngực, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin xen lẫn sự kinh hoàng. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bị kẻ khác giết, phải biết rằng hắn đã là bát biến chiến thần, kẻ có thể nháy mắt giết hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù chiến thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể giết hắn như vậy. Thế nhưng sự việc vẫn phát sinh, hắn có chút hối hận bản thân trước đây quá phách lối, quá coi thường Ly Hỏa Đế Đô, khó trách lúc trước Lôi Thân Chiến Luân Hồi cũng táng thân ở đây. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã không kịp, thời gian vốn là không có khả năng quay ngược. Thân thể Chiến Vân bỗng nhiên nổ tung, sau đó bị vô số kiếm khí bay qua khiến máu thịt vỡ nát, hóa thành vô số huyết vũ bay loạn trên không trung. Đường đường là bát biến chiến thần mà lại chết như thế, ngay cả kẻ nào ra tay giết mình cũng không rõ, nghĩ lại sao thấy thật châm chọc. Tại thời khắc Chiến Vân tử vong, trưởng ấn Ly Hỏa Đế Đô cũng biến mất vô tung, khiến các tu sĩ đều có cảm giác chết đi sống lại. Trơ mắt nhìn Chiến Vân bị giết, hai mắt Chiến Thiên Hạ đỏ bừng. Nhưng hắn lại không thể làm gì được. Khi nhìn thấy đạo huyết kiếm kia, hắn cũng bị dọa không nhẹ, hắn tự hỏi nếu hắn xuất thủ, có thể cứu được Chiến Vân hay không cũng khó nói. Một khắc sau, chiếc phi độ chiến thuyền từ phía xa nhanh chóng lao tới, những người trên thuyền khi thấy một màn này đều kinh hãi không thôi. Trong thiên hạ này, kẻ nào có thể khiến Chiến Thiên Hạ lộ vẻ sợ hãi như thế? Phó Điện Chủ, cách đó không xa. Một đạo thân ảnh bay tới bên cạnh Chiến Thiên Hạ, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc mở miệng dò hỏi, chúng ta có tiến đánh Ly Hỏa Đế Đô tiếp không? Chiến Thiên Hạ nghe kẻ kia hỏi, trong lòng hơi run rẩy, hắn còn có thể tiếp tục đánh sao? Đối với chủ nhân của đạo kiếm quang vừa rồi, hắn phi thường quen thuộc, một tồn tại khiến cả chiến luân hồi còn phải kiêng kỵ, hắn sao có thể là đối thủ của người đó được? Lúc đó... Một kiếm kia dù cách khá xa lại có thể trong nháy mắt giết chết một bát biến chiến thần, thực lực đáng sợ như thế e là chỉ người kia mới có thể làm được. Lúc này, Chiến Thiên Hạ biết đối phương chỉ muốn cảnh cáo mình, nếu không đối phương sẽ không động thủ với Chiến Vân, mà sẽ trực tiếp hướng tới hắn. Trong lòng hắn có chút do dự, vừa mới đằng đằng sát khí chạy tới muốn hủy diệt Ly Hỏa Đế Đô, bây giờ nếu cứ thế rời đi, chẳng phải bản thân hắn sẽ trở thành thiên đại chuyện cười sao? Phó Điện Chủ, tên cấp dưới đợi mãi, thấy Chiến Thiên Hạ trầm mặc không nói bèn tiếp tục gọi. Chiến Thiên Hạ cắn răng hạ quyết tâm, giết. Trong mắt hắn lóe ra quang mang khát máu, sự phẫn nộ cuối cùng cũng chiến thắng lý trí của hắn. Hắn muốn báo thù vì Chiến Vân, đồng thời giữ vững uy nghiêm của bản thân. Tay vung lên, mấy chục chiếc phi độ chiến thuyền xẹt qua, xuất hiện trên bầu trời của Ly Hỏa Đế Đô, đem Ly Hỏa Đế Đô vây chặt đến giọt nước không lọt. Những kẻ trên thuyền, đa số là tu sĩ chiến hoàng cảnh, có một số tu sĩ chiến thần điện cấp cao hơn, còn có cả một số người vừa mới thu phục từ tù binh của cửu đại đế triều. Khí thế màu bạc từ trên cao áp xuống Ly Hỏa Đế Đô, khiến sĩ khí của những tu sĩ trong thành vừa mới dâng lên lại như thủy triều rút xuống. Thân thể họ tựa như bị một tòa núi lớn hung hăng trấn áp. So với khí thế của một mình Chiến Vân khi nãy, khí thế của mấy chục chiếc chiến thuyền này phát ra càng hung mãnh hơn. Để đối phó với Ly Hỏa Đế Đô vốn không cần đến mấy chục chiếc chiến thuyền, nhưng Chiến Thiên Hạ lại muốn đồng thời xuất thủ, một là vì hắn kiêng kỵ người kia, đồng thời cũng hướng đối phương thị uy. Tại thời khắc biển khí màu bạc sắp rơi xuống, tại nơi cuối chân trời, một đạo huyết sắc quang ảnh phá không phóng tới, khí thế so với đạo huyết ảnh khi nãy còn hung hiểm hơn. Dưới uy lực của một kiếm này, cỗ uy áp do mấy chục chiếc chiến thuyền phát ra tan rã trong nháy mắt. Trong mắt tất cả tu sĩ trên chiến thuyền đều hiện lên sự sợ hãi, lúc này trong đầu chúng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, chạy. Những tu sĩ chiến thần cảnh nhìn đạo huyết sắc kiếm ảnh đang phóng tới kia, uy lực so với khi giết Chiến Vân lúc trước còn mạnh hơn, bọn hắn liền không chút do dự hướng về bốn phía chạy trốn.
Giờ phút này không còn kẻ nào quan tâm đến mệnh lệnh của chiến thiên hạ nữa, suy nghĩ duy nhất lúc này của chúng là làm sao có thể sống sót, một số kẻ còn thầm hối hận sao không sớm chạy trốn đi. Hừ, chiến thiên hạ hừ lạnh một tiếng, đạp không xông lên, phi thẳng tới đạo huyết kiếm ảnh kia. Khi nãy bởi vì trong nội tâm có chút sợ hãi đối phương mà hắn không động thủ, nhưng hiện giờ hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế, coi như đối phương tuyệt thế, hắn cũng có tự tin có thể ngăn trở kiếm ảnh này. Ong ong, tuy nhiên, không như chiến thiên hạ dự kiến, đạo huyết kiếm ảnh không bị chặn lại mà vượt qua hắn xuất hiện trên bầu trời của Ly Hỏa Đế Đô, đồng thời phát ra vô số gợn sóng huyết sắc, khiến bốn phương chấn động. Tốc độ của huyết sắc gợn sóng nhìn như thật chậm nhưng chỉ trong nháy mắt đã lan ra vạn dặm xung quanh, tưởng như không có uy lực gì, nhưng lại phát ra một cỗ chi khí phi thường đáng sợ. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, chỉ thấy những thân ảnh bị gợn sóng huyết sắc lướt qua vang lên từng đợt thanh âm, thân thể của những người đó tựa như bị kiếm khí quét trúng, trong nháy mắt bị xé thành từng mảnh, hóa thành vô số huyết vũ. Mấy chục phi độ chiến thuyền trên bầu trời Ly Hỏa Đế Đô không có chiếc nào chạy thoát, dù là tu sĩ chiến thần cảnh trên thuyền cũng trốn không được, đồng dạng bị kiếm khí xé nát, một chút phản kháng cũng không có. Tràng cảnh này vô cùng thảm thiết, đại bộ phận tu sĩ trên chiến thuyền đến kêu thảm cũng không kịp đã hóa thành vô số huyết sắc pháo hoa nở rộ rực rỡ. Nhưng quỷ dị là trong Ly Hỏa Đế Đô lại không có tu sĩ nào tử vong, bọn hắn cứ trợn tròn mắt nhìn thân thể những tu sĩ thực lực cường đại trên không trung nổ tung. Giờ phút này bọn hắn không rõ đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết rằng bản thân vừa được người khác cứu thoát khỏi vận mệnh phải chết. Nhất kiếm sinh thế giới. Chiến thiên hạ chìm trong gợn sóng huyết sắc, hai mắt trợn to, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nhất kiếm sinh thế giới, một kiếm xuất ra, sinh thế giới, phải siêu việt chiến thần cảnh mới có khả năng lĩnh ngộ ra, hắn biết người kia mạnh, nhưng hắn không ngờ năng lực của người đó lại mạnh như vậy. Chiến thiên hạ sợ hãi đưa mắt nhìn tứ phía, chỉ xuất một kiếm mà mấy vạn người của hắn trong nháy mắt bị diệt sạch. Hắn không thể tin kết quả này, nhưng đau đớn trên thân thể lại nhắc nhở hắn đây là sự thật. Mặc dù hắn không bị kiếm khí đáng sợ này giết chết, nhưng không tránh khỏi bị thương, lúc này hắn toàn thân chật vật, chiến bào nhuộm máu đỏ tươi. Không dê dê. Qua một hồi, thân ảnh chiến thiên hạ đã chạy thoát ra bên ngoài ảnh hưởng của huyết sắc kiếm ảnh. Không quay đầu lại mà hướng về phía chân trời lao đi, hiển nhiên một đạo kiếm ảnh này đã khiến hắn hoàn toàn sợ hãi. Mặc dù hắn may mắn chạy thoát, nhưng thân chịu trọng thương, trong khoảng thời gian sắp tới không có khả năng khôi phục như cũ. Chiến thuyền hạ nên cảm thấy may mắn vì đối phương muốn để một kẻ về báo tin, căn bản không muốn giết hắn, nếu không thì mạng của hắn hẳn là đã phải lưu lại nơi này. Trên bầu trời, huyết sắc kiếm ảnh dần biến mất. Không gian dần yên tĩnh lại lúc này, vô số huyết vũ đỏ tươi rơi xuống, đem cả tòa Ly Hỏa Đế Đô nhuộm thành huyết sắc, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Tuy vậy, những tu sĩ trong Ly Hỏa Đế Đô không hề cảm thấy sợ hãi, vốn là bước một chân vào quỷ môn quan, hiện tại bọn họ có thể sống sót, trong lòng liền mừng rỡ không thôi. Chỉ là không biết người phương nào đã xuất thủ cứu bọn họ. Tại chúng thần mộ địa tầng 6. Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng cuối cũng tìm thấy cửa lên tầng 7, đó là một vòng lốc xoáy to lớn, giống như một đầu dã thú man hoang đang há to miệng máu, hung hiểm vô cùng. Lúc này vô số thân ảnh đang nhìn chằm chằm vào vòng lốc xoáy, khuôn mặt hiện rõ vẻ kiêng kỵ. Trong số những thân ảnh ở đây, Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người quen, Lăng Thanh Tịch, Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, Hoàng Phủ Thiên Hữu, trông bộ dáng bọn họ cũng vừa mới chạy tới nơi này. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện tại nơi này, ánh mắt tất cả bọn họ đều hướng về vị trí của hắn, thần sắc mỗi người lại không giống nhau. Có thể đến nơi này, hoàn toàn chứng tỏ thực lực của một người, phải biết rằng tại tầng 6 của mộ địa này, tu vi chiến thần cảnh sẽ bị áp chế ở chiến thánh cảnh. Vậy nên tu sĩ chiến thần cảnh của chiến thần điện trở lên cực kỳ thưa thớt. Ở 5 tầng đầu của mộ địa, tu sĩ chiến thần điện dám đổ sát các tu sĩ cổ tộc cùng tu sĩ tán tu. Giờ đã đến tầng thứ 6 này, tu sĩ của các đại cổ tộc sao có thể buông tha tu sĩ chiến thần điện chứ? Tuy nhiên, ở đây vẫn có không ít tu sĩ thế hệ trước của chiến thần điện chạy tới tìm kiếm cơ duyên, bọn họ đều là cường giả trên thánh bảng chiến thần điện, thực lực vốn siêu việt hơn tu sĩ cùng giai, nếu tu sĩ cổ tộc muốn giết chết bọn họ thì chắc chắn cũng phải trả giá lớn, vì vậy trong thời gian ngắn không khí hai bên vẫn bình yên.
Huống chi giữa các đại tu sĩ cổ tộc vốn tồn tại tư tâm, chưa chắc có thể đoàn kết nhất trí, một lòng đối ngoại. Công tử, cửa lên tầng 7 ở đằng kia, sao bọn hắn còn ở chỗ này làm gì? Đều bị ngốc hả? Ánh mắt Trọc Thiên Hồng cổ quái nhìn tu sĩ bốn phía, tò mò hỏi. Âm thanh tuy không lớn, nhưng đứng ở đây đều là cường giả chiến thánh cảnh, họ đều nhất thanh nhị sở nghe được lời của hắn, bèn nhất loạt hướng hắn quăng tới vẻ phẫn nộ. Tiêu Phàm liếc những kẻ đang phẫn nộ chằm chằm vào Trọc Thiên Hồng, vẻ mặt đạm mạc nói, cửa này muốn vượt qua không phải đơn giản như vậy, ngươi nhìn những vòng gió xoáy kia đi, chúng luôn được phong chi áo nghĩa bổ sung lực lượng, người bình thường không phải muốn là qua được. Nghe Tiêu Phàm giải thích xong, lúc này Trọc Thiên Hồng mới hiểu ra, gật gật đầu nói, ồ, cũng đúng. Vậy chúng ta phải đợi tới khi nào mới đi qua được? Nghe hắn hỏi vậy, tu sĩ bốn phía không khỏi quăng tới ánh mắt coi thường, hừ, chẳng phải nói bọn họ đầu ngốc sao? Người có bản lĩnh thì đừng chờ, người đi đi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tình trạng này đại khái sẽ kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày, gió xoáy kia sẽ biến thành sấm sét, cứ thế tuần hoàn lặp lại. Sấm sét, vậy chẳng phải chúng ta sẽ không đi qua được sao? Trọc Thiên Hồng kinh ngạc hướng Tiêu Phàm hỏi. Vào thời điểm chuyển từ gió xoáy sang sấm sét sẽ có khoảng thời gian bằng nửa chén trà nhỏ yên bình, chúng ta tranh thủ lúc đó để tiến vào tầng 7 là được. Tiêu Phàm giải thích rõ ràng cho Trọc Thiên Hồng nghe, sau đó nói thêm, nhưng vào thời khắc trao đổi giữa gió xoáy và sấm sét đó, sẽ xuất hiện một đầu lôi phong thú, đây chính là loại thú do áo nghĩa ngưng tụ thành. Muốn đi vào thông đạo chúng ta nhất định phải lách qua đầu lôi phong thú này. Nghe vậy, Trọc Thiên Hồng khẽ nhún vãi, nhỏ giọng lầm bầm, vậy thì cứ lách qua đầu lôi phong thú là được. Đám tu sĩ bốn phía lại một lần nữa quăng ánh mắt tới Trọc Thiên Hồng, nhưng lần này là ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Trọc Thiên Hồng cảm nhận được những ánh mắt này, thiếu chút nữa không thể nhịn mà bộc phát. Lách qua lôi phong thú kia khó lắm sao? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu. Phong lôi thú kia đại biểu cho tốc độ cùng lực lượng cường đại, muốn vượt qua nó rất khó, cửa này lại chỉ lớn như thế, khoảng thời gian nửa chén trà cũng chỉ đủ cho 5 đến 10 người đi qua thôi. Thì ra là thế. Nghe Tiêu Phàm giải thích rõ ràng, Trọc Thiên Hồng gãi đầu một cái, thần sắc tràn đầy sự xấu hổ. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đám tu sĩ kia lại đứng chờ ở nơi này. Để tiến vào thông đạo tầng 7, phải 3 ngày mới có một lần. Mà mỗi lần chỉ có thể tiến vào 5 đến 10 người. Tu sĩ đứng ở đây cũng phải 4, 500 người, muốn toàn bộ đi vào cũng mất ít nhất 4, 50 lần, đồng nghĩa sẽ mất 4, 5 tháng thời gian. Thời gian chúng thần mộ địa mở ra chỉ có 1 năm, đối với tất cả đám tu sĩ, 4, 5 tháng đều cực kỳ quý giá, không có ai nguyện ý lãng phí tại nơi này chờ đợi. Nếu có thể tiến vào tầng 7 sớm nhất, cơ hội tìm được thần lực chi tinh sẽ càng cao. Vì vậy đến thời điểm chuyển giao kia, giữa các tu sĩ sẽ không thể tránh khỏi một phen tranh đấu, mà tranh đấu sẽ làm chậm trễ thời gian khiến càng ít người có thể thuận lợi tiến vào. Thông đạo tiến vào tầng 7 chỉ có một đường duy nhất này sao? Trọc Thiên Hồng lại hỏi chắc là thế. Tiêu Phàm hướng Trọc Thiên Hồng trả lời, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi vào hiện tại đi vào. Trọc Thiên Hồng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thông đạo kia không phải đang có gió xoáy liên tục bổ sung sao? Cứ thế đi vào à, sẽ không trở thành bia sống chứ. Dù Trọc Thiên Hồng có khả năng tái sinh, nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận loại thống khổ này đâu. Vậy người chậm rãi ở đây chờ nhé. Tiêu Phàm trợn mắt liếc Thiên Hồng một cái, hắn không muốn ở lại nơi này cùng đám người kia đợi thời điểm chuyển giao còn phải tự giết lẫn nhau. Mặc dù Tiêu Phàm đối với chiến thần điện có thù, nhưng đối với cổ tộc lại không có mâu thuẫn gì, tự nhiên không muốn cùng bọn hắn giao thủ. Biết đâu trong tương lai lại có thể làm bằng hữu tương trợ lẫn nhau. Vậy ta đành liều mình bồi quân tử thôi. Trọc Thiên Hồng cắn răng đáp, nhưng trong lòng đang khóc thầm, hai, lần này lại mất không ít huyết đây. Tiêu Phàm tự nhiên không rõ ý nghĩ của Chiến Thiên Hồng, lúc này hắn chỉ chăm chú hướng mắt tới thông đạo bên trong lốc xoáy. Tuy hiện tại tu vi của hắn bị áp chế tại chiến thánh cảnh, nhưng bằng vào thân thể tu la cường đại, ngăn trở những lốc xoáy kia cũng không có vấn đề gì. Đám tu sĩ nhìn Tiêu Phàm chuẩn bị tiến vào thông đạo liền hiện vẻ coi thường cùng khinh miệt, người này hẳn là muốn tự sát đây, trong suy nghĩ của họ cho rằng không có ai có thể mạnh mẽ xông qua gió xoáy để vào tầng 7. Khác với đám tu sĩ kia, mấy người Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt biết Tiêu Phàm lại cau mày suy nghĩ, Tiêu Phàm dám chắc như vậy,
khẳng định hắn có bậc này thực lực. Có mấy kẻ tự tin thái quá, Dối Phong nhận áo nghĩa chỉ uy, đừng nói chiến thánh cảnh, ngay cả chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Trong không gian vắng lặng, đột nhiên vang lên một âm thanh âm dương quái khí. Mọi người nhìn sang hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Hứa coi thường, đang nhìn Tiêu Phàm như nhìn người chết. Ngớ ngẩn, Tiêu Phàm khẽ quay đầu liếc Hoàng Phủ Thiên Hữu một cái, miệng thốt ra hai chữ. Ngươi, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Hoàng Phủ Thiên Hữu mặt đầy phẫn nộ, tuy vậy hắn lại chẳng dám tùy tiện động thủ, sự tình về Tiêu Phàm hắn được nghe qua không ít, lúc này dù giận vẫn cố nhịn. Tiêu Phàm vốn lười cùng hạng người như vậy dây dưa, chỉ thấy hắn khẽ đạp chân, hướng về phía thông đạo trong lốc xoáy bay tới. Ca ca! Sát khí tỏa ra từ thân Tiêu Phàm khiến mấy tu sĩ ở gần không khỏi cảm thấy lạnh run. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi sợ rồi sao, chẳng phải ngươi vừa nói muốn tiến vào tầng thứ 7 sao? Mắt thấy Tiêu Phàm dừng lại, Hoàng Phủ Thiên Hữu liền cất tiếng chế giễu không ngừng. Lúc trước hắn bị Tiêu Phàm không nể mặt mũi hắn mà uy hiếp khiến hắn phải bỏ chạy, lần này bắt được cơ hội có thể chế nhạo Tiêu Phàm, hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngu đần! Chọc Thiên Hồng nhìn Hoàng Phủ Thiên Hữu như nhìn kẻ ngu, với hiểu biết của hắn về Tiêu Phàm, lúc này Tiêu Phàm không phải sợ hãi, mà là thật sự nổi giận. Không kịp để hắn hiểu rõ mọi chuyện, đột nhiên Tiêu Phàm hướng về phía xa phát động công kích. Chọc Thiên Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đang dốc toàn lực bay lại, trông có vẻ chật vật. Sau lưng họ còn có một đám người đằng đằng sát khí đuổi theo. Công tử tức giận như vây. Lẽ nào hắn nhận biết những người đang bị truy sát đằng kia? Chọc Thiên Hồng âm thầm nghĩ, đây chính là cơ hội tốt để hắn thể hiện, hắn không thể lãng phí được. Nhưng không đợi động tác của hắn, một đạo kiếm mang gào thét hướng hắn phóng tới, hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thân ảnh đã xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Chọc Thiên Hồng xoay người nhìn kẻ vừa ra tay với mình, chính là Hoàng Phủ Thiên Hữu vừa bị hắn khinh bỉ. Dám mắng bản công tử! Ta xem ngươi chán sổng rồi. Hoàng Phủ Thiên Hữu vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Chọc Thiên Hồng. Hoàng Phủ Thiên Hữu mặc dù không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, nhưng đối với Chọc Thiên Hồng, hắn lại cảm thấy coi thường. Hơn nữa hắn nghĩ, nếu như có thể đánh Chọc Thiên Hồng trọng thương, thì coi như cấp cho Tiêu Phàm một điểm giáo huấn. Ngươi chán sống rồi, lão tử ta sống cả vạn năm nay, không có ai dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện cùng ta, nói ngươi ngu dốt là nể mặt ngươi lắm rồi. Nghe Hoàng Phủ Thiên Hữu nói, Chọc Thiên Hồng nổi giận mắng. Không đợi Hoàng Phủ Thiên Hữu phản ứng lại, hắn liền trực tiếp biến về bản thể, tám xúc tu tựa như tám chuôi thần kiếm, phá không mà đâm ra. Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Con người Hoàng Phủ Thiên Hữu khẽ co rụt lại, khi Chọc Thiên Hồng ở hình dáng con người, hắn không nhận ra. Hiện tại nhìn thấy bản thể của Chọc Thiên Hồng, hắn có một loại xúc động muốn chửi mẹ. Hắn hận không thể hung hăng cho bản thân mình một bạt tay, trêu chọc ai không được, lại hướng Chọc Thiên Hồng tìm phiền phức. Trong thiên hạ này, có mấy người có thể trốn thoát cái năng lực quỷ dị của Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Phốc một tiếng, chỉ thấy quanh thân Hoàng Phủ Thiên Hữu xuất hiện vô số huyết khí, hắn nhanh chóng lui về đằng sau, cách xa Chọc Thiên Hồng, giao chiến cũng Chọc Mệnh Thiên Vĩ mà ở quá gần chính là tự tìm đường chết. Ta xem ngươi chạy chỗ nào, Chọc Thiên Hồng cũng tức giận. Điều khiển tám đầu xúc tu đuổi theo Hoàng Phủ Thiên Hữu. Những tu sĩ đang đứng bên kia thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, Hoàng Phủ Thiên Hữu chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, mấy người Độc Cô Tướng Đình và Mộ Dung Minh Nguyệt không có hứng thú quan tâm cuộc chiến giữa Hoàng Phủ Thiên Hữu và Chọc Thiên Hồng, ánh mắt của bọn hắn lần nữa hướng tới Tiêu Phàm. Trong lòng mấy người họ thập phần hiếu kỳ, tại sao Tiêu Phàm lại giận dữ như vậy giờ phút này? Thân ảnh Tiêu Phàm đã xuất hiện cách đó vài dặm, hướng ánh mắt về phía những người đang bay lại gần, tâm trạng lo lắng tự nhiên được buông lỏng. Những người kia cuối cùng cũng đến chỗ Tiêu Phàm, lần lượt đứng ra sau lưng hắn, Tiêu Phàm nhìn xem một thiếu nữ cầm đầu nhóm người, trên mặt hắn khẽ mỉm cười, nói, Linh Nhi, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Không sai, đám người này chính là do Tiêu Linh Nhi dẫn đầu người của Sở gia, nhìn bộ dáng bọn họ đầu rất chật vật. Trên người còn có không ít vết máu, rõ ràng là bị người khác truy sát. Ca, rốt cục ta cũng nhìn thấy ngươi. Tiêu Linh Nhi khóc nhào vào ngực của Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng đáng thương nói. Không có việc gì, có ca ở đây. Tiêu Phàm khẽ vỗ lưng Tiêu Linh Nhi an ủi.
Những người của Sở gia nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt đều hiện vẻ tò mò, nhưng khi nhìn thấy đám người truy sát họ đã chạy tới đây, sắc mặt họ liền biến đổi. Lần này nhìn các ngươi có thể chạy đi đâu? Dám đánh lén chiến thần điện, đáng chém. Một tiếng gầm vang lên một tiếng, chỉ thấy trong đám người đuổi theo kia có một kẻ đột nhiên lao mình mà ra, bổ một kiếm về phía những người Sở gia. Cút, Tiêu Phàm thấy thế liền buông Tiêu Linh Nhi ra, đem người của Sở gia bảo hộ ở sau lưng, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy một cỗ sóng âm cuồng bạo tản ra khiến hư không kịch liệt run rẩy, kẻ cầm kiếm kia như bị một tòa núi cao đập trúng, bộ mặt trở nên co quắp vặn vẹo, hoảng sợ muốn chạy về phía đồng bọn. Nhưng không đợi hắn kịp chạy, sóng âm công kích đã chấn vỡ trường kiếm của hắn, khiến áo bào cũng nổ tung ra, trong miệng phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng của hắn sôi lên không ngừng. Sau đó oanh một tiếng, khí tức quanh thân hắn trở lên cuồng bạo, a chỉ nghe một tiếng kêu chói tai thảm thiết truyền đến, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vũ rơi xuống. Uy lực một hống, lại cường đại như vậy. Ttt thấy thảm trạng của kẻ kia, đám người đang đứng xem liền hít một hơi khí lạnh, tất cả đều bị một tiếng gầm của Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, trong lòng liền rung động. Nhất là những kẻ ở phía sau đang tính toán chuẩn bị ra tay, bọn hắn thầm cảm thấy bản thân may mắn đã không tranh ra tay trước, bằng không kẻ chết bây giờ chính là bọn hắn. Một màn này, cũng đồng dạng dọa đám người chờ đợi tiến vào thông đạo tầng thứ 7, vẻ mặt bọn hắn nhìn Tiêu Phàm đầy ngạc nhiên. Thực lực đáng sợ như thế đã triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hoàng Phủ Thiên Hữu đang giao chiến cùng Chọc Thiên Hồng nhìn thấy một màn như vậy liền lắc đầu không tin, hắn nghĩ tới bản thân khi nãy còn trào phúng Tiêu Phàm, trong lòng liền phát lạnh. Cũng may Tiêu Phàm không so đo với hắn, chỉ mắng hắn ngớ ngẩn mà thôi, giờ nghĩ lại, bản thân hắn vậy mà đi khiêu khích tên biến thái này. Hắn không phải là đồ ngốc thì là cái gì chứ? Hoàng Phủ Thiên Hữu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, hắn không muốn một lát nữa bị Tiêu Phàm tính sổ, hắn trốn trước rồi nói đồ nhát gan. Thấy Hoàng Phủ Thiên Hữu bỏ chạy, Chọc Thiên Hồng hóa thành hình người, hướng về phía Hoàng Phủ Thiên Hữu đang rời đi gào một tiếng, sau đó nhanh chóng bay về phía Tiêu Phàm. Người trẻ tuổi, chúng ta là người của Chiến Thần Điện, người dám động thủ với chúng ta. Một tu sĩ của Chiến Thần Điện cố lấy dũng khí nói. Một đám người ngớ ngẩn, ánh mắt Tiêu Phàm tràn đầy khí lạnh, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một chuôi trường kiếm, hắn lăng không mà đứng, chuôi kiếm phát ra từng đạo dập dờn. Phốc phốc, từng đạo huyết kiếm tại hư không nở rộ, một đám hơn 20 người Chiến Thần Điện tham gia truy sát nhóm Tiêu Linh Nhi đều bị nhất kiếm phong hầu. Tất cả bọn hắn hai mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin, bọn hắn đã nói là người của Chiến Thần Điện. Vậy mà Tiêu Phàm còn dám động thủ giết bọn hắn. Cũng khó trách Tiêu Phàm mắng bọn hắn ngớ ngẩn, tu sĩ Chiến Thần Điện đều đã trở mặt cùng các cổ tộc và tu sĩ tán tu, lúc này hắn còn có gì mà không dám. Chẳng lẽ chỉ có Chiến Thần Điện có thể giết người, những người khác chỉ có thể chịu bị giết. Có lẽ, những tu sĩ Chiến Thần Điện này ở tầng 6 của mộ địa không biết sự tình ở 5 tầng trước, cho nên mới có thể kiêu ngạo như vậy. Nếu như bọn hắn biết rõ sự tình của 5 tầng trước, có lẽ bọn hắn sẽ không dám tùy ý báo danh như vậy. Phải biết, các đại cổ tộc tại đây đang tràn ngập tức giận, nếu như Tiêu Phàm không ra tay giết bọn hắn thì tu sĩ các đại cổ tộc có lẽ cũng sẽ đem bọn hắn chém thành từng mảnh. Đương nhiên, những kẻ này dám truy sát Tiêu Linh Nhi, bất luận bọn hắn có thân phận gì, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Khi bọn hắn báo ra Chiến Thần Điện mấy chữ này, Tiêu Phàm lại càng không cần suy nghĩ mà ra tay giết hết bọn hắn. Ở trước mặt Tu La Điện chủ lại dám nói mình là người Chiến Thần Điện, đúng là một nhóm ngớ ngẩn. Đối với việc nháy mắt giết hơn 20 người, Tiêu Phàm không hề bận tâm, với cảnh giới như hắn, chỉ giết chết mấy tên tu sĩ chiến thánh cảnh, chẳng có gì đáng nói cả. Lúc này đám người của Sở gia nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt tràn ngập sự sùng bái, lập tức đem thân ảnh của truyền kỳ mà họ biết liên hệ cùng hắc bào thanh niên trước mặt này. Lấy tu vi cùng giai. Chỉ một kiếm đã có thể miểu sát hơn 20 người, thực lực bậc này, phóng nhãn cả Chiến Hồn Đại Lục, chắc cũng chẳng có ai so sánh với vị trước mặt này. Linh Nhi, không phải ta dặn muội và mọi người đợi ta ở Sở gia cổ thành sao? Sao mọi người lại chạy tới đây? Sát ý của Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất, vừa cười vừa hướng về Tiêu Linh Nhi hỏi.
Nếu như nói vừa nãy Tiêu Phàm chính là một tên sát thần, như vậy hiện tại, hắn lại chính là anh trai nhà bên, thập phần thân thiết. Mẹ bảo muội tới, nói đợi ở Sở gia cổ thành không an toàn bằng nơi này. Tiêu Linh Nhi lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm khẽ cau mày một cái, ánh mắt chợt lóe lên sự lo lắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mẹ đã sớm nghĩ ra chiến thần điện sẽ động thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái hơn, bản thân hắn trước khi tiến vào thần chi mộ địa, chiến thần điện đã động thủ với Độc Cô gia tộc, hiện giờ lại ra tay với Sở gia cũng không có gì kỳ lạ. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn có chút lo lắng, thực lực của chiến luân hồi không phải thấp, không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Ca, ngươi làm sao? Thấy Tiêu Phàm thất thần, Tiêu Linh Nhi liền vội vàng hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, rồi nhìn lại Tiêu Linh Nhi, có chút kinh ngạc, hỏi, muội đột phá chiến thần cảnh rồi. Tại mộc chi thế giới ta may mắn đột phá thôi. Tiêu Linh Nhi cười ha ha, vẻ mặt đắc ý. Vậy các ngươi tại sao lại bị người của chiến thần điện truy sát? Với bản lĩnh của Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm rất rõ ràng, chỉ bằng bản lĩnh dùng độc của nàng, không có mấy người có thể là đối thủ của nàng. Khi muội ở tầng thứ 5, nhìn thấy người của chiến thần điện đang săn giết tu sĩ cổ tộc, muội liền nhìn không được liền ra tay độc chết 10 người của bọn hắn, sau đó liền bị bọn hắn đuổi theo không ngừng, đuổi tới tận đây, ở đây có mấy kẻ có tu vi chiến thần cảnh, thần lực chi tinh của bọn hắn không thể lãng phí được. Tiêu Linh Nhi hướng Tiêu Phàm giải thích. Những thần lực chi tinh này, cho các muội ngược lại sẽ hại mọi người. Tiêu Phàm lắc đầu, vung tay lên, những viên tinh thể lấp lánh bay ra từ những thi thể rơi vào tay Tiêu Phàm. Hắn không nghĩ tới là, những kẻ này vậy mà thực sự từ tầng thứ 5 đuổi tới nơi này, không thể không nói, bọn hắn quả thực không phải ngu dốt bình thường, lại dám ở chỗ này khoe khoang mình là tu SS chiến thần điện. Muội biết, lão tổ đã nói với chúng ta, nếu không phải tự dựa vào bản thân đột phá chiến thần cảnh, liền không thể luyện hóa thần lực chi tinh, có khả năng sẽ trở thành tay chân của chiến thần điện. Tiêu Linh Nhi gật đầu nói. Ta chuẩn bị tiến vào tầng thứ 7, các ngươi có muốn cùng ta một chỗ không? Tiêu Phàm lại hỏi, trong lòng hắn hơi do dự, có nên mang theo mấy người Tiêu Linh Nhi cùng tiến vào tầng thứ 7 hay không? Tại tầng thứ 7, vạn nhất gặp nguy hiểm gì, hại nhóm người Tiêu Linh Nhi, vậy thì không tốt. Đương nhiên muội cùng sẽ cùng ca ca đi vào. Tiêu Linh Nhi lại không chút do dự gật đầu nói. Nghe thế, Tiêu Phàm gật đầu nói vậy thì đi thôi. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, nếu như gặp nguy hiểm, hắn bảo hộ Tiêu Linh Nhi an toàn là được. Chúng ta cùng đại tiểu thư tiến vào. Khi Tiêu Phàm nhìn tới bốn người còn lại của Sở gia, bốn người không chút do dự nói ra, trong đó có một người Tiêu Phàm còn nhận biết, chính là Sở Nguyệt. Công tử, người đem tiểu tử kia dọa chạy mất. Lúc này, Trọc Thiên Hồng chậm rãi đi tới cạnh Tiêu Phàm nói. Chẳng qua chỉ là một tên nhát gan mà thôi, không cần để ý, đi thôi, chúng ta tiến vào tầng thứ 7. Tiêu Phàm nghe vậy chẳng chút ngạc nhiên, Hoàng Phủ Thiên Hữu chẳng phải lần đầu tiên bị hắn dọa chạy. Dứt lời, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về tầng thứ 7 bay đi, cũng đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng sao động, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về vòng lốc xoáy phóng đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn qua thấy tại trung tâm thông đạo, vòng gió lốc biến mất, trước khi sấm sét xuất hiện, bọn hắn có thời gian bằng uống nửa chén trà nhỏ để tiến vào tầng thứ 7. Tại thời điểm này tiến vào thông đạo, bọn hắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, những người này đã chờ đợi mấy ngày ở nơi này, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Khi Tiêu Phàm tới gần, mấy người kia đang trong trạng thái giằng co, không ai muốn nhường ai. Độc Cô Tướng Đình, người của Mộ Dung gia tộc ta đến nơi này trước tiên, theo lý nên để cho chúng ta tiến vào trước. Mộ Dung Minh Nguyệt hét lớn, không nhượng bộ chút nào. Ngươi cho rằng là đây là quán trà ven đường à, còn muốn theo thứ tự trước sau. Thực lực của bên nào mạnh hơn thì bên đó vào trước. Thần sắc Độc Cô Tướng Đình đạm mạc, hắn làm sao có thể để người của Mộ Dung ra đi vào trước được. Kẻ nào tiến vào thông đạo trước, lên được tầng 7. Kẻ đó liền có cơ hội tìm kiếm thần lực chi tinh, thời gian cách nhau 3 ngày, chênh lệch này không phải là nhỏ đâu. Hiện tại ai cũng vào không được. Đột nhiên, thanh âm của Lăng Thanh Tịch đạm mạc vang lên, xoay người, mang theo người của Lăng gia nhanh chóng lùi về phía sau. Giống đúng lúc này,
một tiếng giống giận dữ vang lên, tựa như lôi minh, làm chấn động cả không gian. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tướng Đình mang theo người của gia tộc mình cấp tốc lui lại phía sau, những kẻ khác thấy thế cũng vội vàng thối lui khỏi vị trí cửa thông đạo ngay sau đó. Tại vị trí cửa thông đạo kia, cuồng phong cùng lôi bạo không ngừng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu thú thân cao 5 trượng, dài khoảng 10 trượng, vừa vặn đem cửa thông đạo lấp kín. Hai con mắt của nó, một mắt che kín lôi điện, một mắt khác lại tràn đầy phong nhận, đỉnh đầu của nó có một cái sừng dài, trong không gian lôi điện chi lực nổ tanh tách. Toàn thân của nó, một nửa là phong nhận, một nửa là lôi bạo, hai loại lực lượng huyền ảo lại hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, quả thực là cực kỳ kỳ diệu. Phong lôi thú, nhìn rõ con thú kia, đám người kêu lên sợ hãi, sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên bọn hắn đã bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất để đi rồi. Hiện tại muốn đi vào tầng thứ 7, nhất định phải lách qua đầu phong lôi thú này, nhưng tốc độ phong lôi thú rất nhanh, muốn lách qua nó thật không có khả năng. Về phần chém giết phong lôi thú, không phải bọn hắn không nghĩ tới, nhưng bọn hắn chỉ có thể thi triển lực lượng chiến thánh cảnh, mà phong lôi thú không hề nghi ngờ gì chính là thần giai hàng thật giá thật. Cho dù mấy đại yêu nghiệt ở đây muốn chém giết đầu phong lôi thú này cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu không, khi nãy bọn hắn cũng chẳng phải tranh nhau để tiến vào thông đạo tầng thứ 7 Độc Cô Tướng Đình, đều tại ngươi, nếu không phải vì ngươi ngăn cản, bọn ta đã sớm tiến vào tầng thứ 7. Mộ Dung Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Độc Cô Tướng Đình, bộ dạng như muốn chuẩn bị ra tay đánh nhau. Ngươi trách ta, nếu như không phải tại ngươi cản trở, chẳng lẽ ta còn không thể tiến vào sao? Độc Cô Tướng Đình cực kỳ khinh thường nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mọi người nghĩ cách để giết đầu phong lôi thú này đi, bằng không chúng ta lại phải chờ 3 ngày. Lăng Thanh Tịch khẽ quát một tiếng. Chém giết phong lôi thú, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trong thời gian nửa chén trà nhỏ làm được sao? Mộ Dung Minh Nguyệt cười lạnh nói, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, trong thông đạo sẽ tràn ngập lôi bạo, dù là chiến thần cảnh cũng không dám vượt qua. Lăng Thanh Tịch im lặng không nói gì nữa, muốn trong khoảng thời gian uống nửa chén trà nhỏ lấy thực lực chiến thánh cảnh để chém giết một đầu thần giai phong lôi thú, hiển nhiên là bọn hắn không có khả năng. Thế nhưng thời gian nửa chén trà nhỏ qua đi, việc có giết chết phong lôi thú hay không đã không còn khác biệt gì. Chiến thần điện đã bắt đầu đồ sát người của các đại cổ tộc, các ngươi còn muốn ở lại chỗ này chó cắn chó. Tại lúc đám người kia đang giằng co, một thanh âm đạm mạc vang lên. Kẻ nào đang nói, cút ngay. Nghe được âm thanh đầy vẻ chế giễu châm chọc, Mộ Dung Minh Nguyệt giận dữ gầm lên, muốn hướng kẻ không biết điều kia ra tay, nhưng khi nhìn thấy một hắc bào thanh niên đang khoan thai bước tới, thanh âm của hắn lại tắc trong cỏ họng mãi không phát ra được. Nhìn Tiêu Phàm mang theo Tiêu Linh Nhi và Chọc Thiên Hồng chậm rãi đi tới, tu sĩ bốn phía đều tự giác nhường ra một con đường, ánh mắt đề phòng nhìn đám người Tiêu Phàm. Độc Cô Tướng Đình cũng vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói, trải qua sự tình lần trước khi đối mặt với Tiêu Phàm, thâm tâm hắn có chút sợ hãi. Huống chi, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu là huynh đệ, mà Nam Cung Tiêu Tiêu lại cùng lão tổ của Độc Cô gia Độc Cô Tuyệt là sư huynh đệ, hắn không dám trực tiếp chống đối Tiêu Phàm. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt. Sắc mặt Mộ Dung Minh Nguyệt thập phần khó coi, trong đầu hắn đang hồi tưởng lại lời của phụ thân hắn. Mộ Dung Tinh Thành đã nói cùng hắn, khi nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng. Khi người của Chiến Thần Điện truy sát người của Sở gia, các ngươi đang làm gì? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn tất cả, ánh mắt cuối cùng rơi vào nhóm tu sĩ mặc hắc sắc chiến giáp hỏi. Những tu sĩ này rõ ràng là người của Chiến Thần Điện, khi thấy Tiêu Phàm nhìn qua, không ít kẻ lộ ra vẻ kiêng dè. Một kiếm lúc trước của Tiêu Phàm diệt sát hơn 20 cường giả của Chiến Thần Điện còn hiện rõ trước mắt. Nhưng cũng có không ít người ánh mắt thập phần bình tĩnh, căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, tại chỗ này, cho dù tu vi của ngươi có cường đại đến đâu, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực ở chiến thánh cảnh đỉnh phong, bọn hắn đều cho rằng bản thân cùng giai với Tiêu Phàm, tự nhiên không sợ Tiêu Phàm. Sở gia bị truy sát là sự tình của Sở gia, liên quan gì đến chúng ta? Một tu sĩ lấy dũng khí nói. Nghe vậy, không ít người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều có ý tứ này, đừng nói Sở gia bị người khác truy sát, chính là bị người khác ra tay diệt trừ thì có làm sao? Các ngươi cũng có ý nghĩ như vậy sao?
Ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào đám người Mộ Dung Minh Nguyệt, Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Lăng Thanh Tịch, ba người đều trầm mặc không nói, không biết là ngầm thừa nhận hay là có ý tứ gì khác. Tiêu Phàm đột nhiên cười, nụ cười có chút tà ác, nói các ngươi thật không hổ danh là thiên tài ở các cổ tộc, hy vọng các ngươi nhớ kỹ câu nói này. Chờ khi Chiến Thần Điện muốn ra tay giết các ngươi cũng đừng nghĩ đến có người có thể cứu các ngươi. Tại đây, cho dù là chiến thần cảnh thì sao? Chẳng phải cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực chiến thánh cảnh hay sao, chúng ta căn bản không cần người cứu. Lại có một tên tu sĩ khác cười lạnh nói. Tầng thứ 6 của mộ địa này đối với tu sĩ chiến thần cảnh có lực áp chế rất lớn, dù là có cửu u ma huyết, cũng không chống lại được áp chế tại đây. Mỗi người trong bọn hắn đều là tinh anh của các cổ tộc, đã kinh lịch qua không ít trận chém giết mới có thể đi đến bước này. Vì vậy mỗi người bọn họ đều có mấy phần ngạo khí, sao có thể cấp cho Tiêu Phàm mặt mũi. Chính vì vậy ta mới hy vọng các ngươi nhớ kỹ câu nói này. Các ngươi không cần người khác cứu. Tiêu Phàm híp hai mắt, lắc đầu, quay người hướng về vị trí cửa thông đạo đi tới. Không thể không nói, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng thất vọng, những kẻ này rõ ràng có một số người biết rõ việc Chiến Thần Điện muốn ra tay đối phó bọn hắn. Nhưng bọn hắn vẫn thờ ơ, đến bây giờ còn muốn tự giết lẫn nhau. Những kẻ luôn kiêu ngạo, lúc nào cũng tự cho là đúng, rõ ràng là một chuyện châm chọc biết bao. Tất cả mọi người của Độc Cô gia tộc nghe lệnh, không được cùng cổ tộc tương tàn, người nào vi phạm, trục xuất gia tộc. Đột nhiên, Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái rồi quát to. Vâng, tu sĩ của Độc Cô gia tộc mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn nghe lệnh đáp lại. Này! Độc Cô Tướng Đình, người không phải chỉ cần dăm ba câu như vậy liền bị thuyết phục rồi chứ? Vậy mà khi nãy người còn ngăn cản ta, Mộ Dung Minh Nguyệt khinh thường nói, mặc dù Mộ Dung Tinh Thành nói cho hắn không nên đối địch với Tiêu Phàm, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm lời dặn này. Tiêu Phàm, xin lỗi. Độc Cô Tướng Đình không thèm để ý Mộ Dung Minh Nguyệt, ánh mắt áy náy nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Hắn luôn nhớ rõ mệnh lệnh Độc Cô Tuyệt Hạ cho bọn hắn. Độc Cô gia tộc cùng Tu La Điện mãi là đồng minh, lúc nãy hắn tự nhiên không đi chống đối cùng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, tại sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, chí ít, Độc Cô Tướng Đỉnh còn có thể cứu. Mọi người của Lăng gia nghe lệnh, không được cùng cổ tộc tương tàn, kẻ nào vi phạm, trục xuất gia tộc. Lăng Thanh Tịch cũng đột nhiên nói ra, hướng về phía Tiêu Phàm hơi gật đầu ra hiệu. Lúc trước Tiêu Phàm đem Vạn Hoa Chi Tâm đổi cho nàng. Để cho nàng đột phá đến chiến thần cảnh, hiện tại nàng duy trì ý khiến Tiêu Phàm, cũng coi là cảm kích Tiêu Phàm. Về phần mấy đại gia tộc khác cùng người của Chiến Thần Điện, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ, thậm chí còn có chút khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Đám người ngu xuẩn luôn quá tự cho là đúng, chờ đến khi Chiến Thần Điện trắng trợn đồ sát cổ tộc của các ngươi, thậm chí hủy diệt gia tộc của các ngươi, không biết các ngươi còn có thể kiên cường như bây giờ hay không. Chọc Thiên Hồng nhìn thấy tình hình này đều nhìn không được, không khỏi nổi giận mắng. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nhìn Chọc Thiên Hồng hỏi lại. Đáng tiếc, Chọc Thiên Hồng lười cùng hắn nói nhảm. Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn còn có điều muốn nói, nhưng đột nhiên, từng đạo khí tức cường đại từ đằng xa cuốn tới. Lúc này đám người liền nhìn thấy từng thân ảnh không ngừng tiến lại nơi này. Chuyện gì xảy ra? Một người cất tiếng hỏi. Vẻ mặt đám người đều lộ ra vẻ đề phòng. Chỉ thấy phía trước có không ít người đang điên cuồng chạy lại đây, trên người họ đều máu me đầm đìa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mỗi người đều bị thương thảm trọng. Những người này cũng bị truy sát không ngừng. Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nhìn những tu sĩ kia, bộ dạng này của họ cùng bọn hắn lúc trước không có gì khác các ngươi nhìn, bên kia cũng có, là người của Hoàng Phủ gia tộc. Đông Phương gia tộc cũng có mấy người. Dường như cũng có người của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Bọn hắn đều bị người của Chiến Thần Điện truy sát, chẳng lẽ lời hắn nói là thực, Chiến Thần Điện đã bắt đầu động thủ đối với cổ tộc. Đám người này đều lộ ra vẻ sợ hãi không thôi, không ít kẻ nhận ra người của gia tộc mình, thấy tình trạng này, tất cả đều cảm thấy phi thường phẫn nộ, sau đó nhiều người không nhịn được đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Những người còn lại, ánh mắt đều hướng về Tiêu Phàm và Chọc Thiên Hồng. Tỏ vẻ muốn hỏi thăm tình hình. Hiện tại báo ứng của các ngươi tới rồi. Chọc Thiên Hồng bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, hắn không nghĩ đến người của Chiến Thần Điện đã bắt đầu ra tay tại tầng không gian thứ 6. Từ đây suy ra,
năm tầng phía trước của mộ địa sẽ có bao nhiêu tu sĩ cổ tộc còn sống. Công tử, chúng ta trước tiên nên giết chết đầu phong lôi thú này rồi tiến vào tầng thứ 7. Trọc Thiên Hồng vẻ mặt lấy lòng nói. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh nhìn phía xa, cuối cùng lắc đầu. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét vang lên không dứt, số lượng tu sĩ của chiến thần điện so với tu sĩ của cổ tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa những nhân vật yêu nghiệt của các cổ tộc cũng không có ở nơi này, rõ ràng không phải đối thủ của chiến thần điện. Những người kia chạy trốn tới nơi này, vốn là muốn tiến vào tầng thứ 7, nhưng ba tầng cuối cùng của mộ địa lại có thể dễ dàng tiến vào như vậy sao? Hiển nhiên sự tình bây giờ đã vượt quá dự đoán của họ, chạy được tới nơi này nhưng lại không có đường để trốn. Phải biết rằng, dù là nhân vật cấp độ yêu nghiệt như Độc Cô Tướng Đình, Lăng Thanh Tịch và Mộ Dung Minh Nguyệt muốn đi vào tầng thứ 7, đều phải thành thật chờ đợi tại nơi này. Cuộc chiến này chính là trắng trợn đồ sát, chiến thần điện một khi đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Độc Cô Công Tử, Lăng Tiểu Thư, chúng ta hãy hợp tác, cùng đấu với chiến thần điện, bằng không chúng ta đều không thể lưu lại tại nơi này. Nhìn tình hình lúc này, có kẻ không nhịn được, hướng về nhóm người Độc Cô Tướng Đình lên tiếng cầu cứu. Các ngươi chẳng phải là rất có cốt khí sao? Khi nãy là ai nói không cần người khác cứu, hiện tại lại muốn cùng bọn họ hợp tác? Trọc Thiên Hồng liếc mắt khinh bỉ tên tu sĩ vừa lên tiếng, cười lạnh nói. Con người vốn chính là như vậy, khi sự tình không liên quan đến mình, bọn họ chả thèm bận tâm, đến khi có thứ có thể uy hiếp đến tính mạng, bọn họ lại vội vàng cầu người khác ra cứu giúp. Nghe được lời nói của Trọc Thiên Hồng, những tu sĩ khi nãy còn khinh thường Tiêu Phàm, hiện giờ sắc mặt ai nấy đều phi thường khó coi, giống như bị người hung hăng tát vào mặt một cái bọn hắn vốn không nghĩ tới, báo ứng có thể đến nhanh như vậy. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nhìn bọn họ, hắn không có ý muốn ra tay cứu những người này, có những kẻ dù mình có cứu họ, họ cũng không cảm kích, ngược lại còn có thể lấy oán trả ơn. Tiêu công tử, người thực không muốn ra tay cứu người. Lăng Thanh Tịch quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Lăng Thanh Tịch có chút không đành lòng. Nàng biết rõ, cho dù các nàng có ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của chiến thần điện, dù sao nhân số hai phe chênh lệch cách quá nhiều tại không gian tầng 6 này, tu sĩ của cổ tộc chỉ có 300 người, cộng cả số tu sĩ vừa chạy trốn tới đây, không sai biệt lắm có khoảng 500 người, nhưng chiến thần điện bên kia lại có tới hơn 1.000 người, hơn nữa bọn chúng còn có không ít cao thủ thánh bảng. Đây đều là những cường giả chiến thánh cảnh, cho dù bọn họ có yêu nghiệt hơn cũng không thể địch lại. Tại sao ta phải cứu? Tiêu Phàm thờ ơ liếc nhìn Lăng Thanh Tịch nói. Chẳng lẽ bởi vì khi nãy bọn họ không đồng ý với ngươi sao? Con người vốn đều ích kỷ, bọn họ muốn sống cũng không sai. Thần sắc Lăng Thanh Tịch khó coi nói. Ấn tượng với Tiêu Phàm một kiếm chém ra có thể giết hơn 20 chiến thánh cảnh khi nãy còn rõ ràng, nàng tin tưởng, chỉ cần Tiêu Phàm gia nhập, có lẽ còn có cơ hội thắng thực là buồn cười, bọn hắn có thể ích kỷ, ta thì không thể sao? Ta vừa mới nói với bọn họ, hy vọng bọn họ nhớ kỹ câu nói kia. Tiêu Phàm khinh thường nói. Tiêu Phàm biết Lăng Thanh Tịch muốn dùng kế khích tướng để hắn ra tay, nhưng hắn đâu có dễ dàng bị khích tướng như vậy. Chẳng lẽ đường đường Tu La Điện chủ mà chỉ có bằng đấy điểm độ lượng? Lăng Thanh Tịch trầm giọng nói. Hừ, ngươi giỏi ngươi lên đi, không phải ngươi cũng nằm trong đám thập đại yêu nghiệt sao? Khi ca ca ta thuyết phục bọn hắn có người nào quan tâm? Có kẻ còn mở miệng trào phúng, giễu cợt. Hiện tại gặp báo ứng rồi, đánh không lại liền muốn ca ca xuất thủ, làm gì có lý như vậy. Tiêu Linh Nhi khinh thường nhìn Lăng Thanh Tịch, hai tay chống nạnh, gương mặt đắc ý nói Lăng Thanh Tịch trong lúc nhất thời không biết nói gì, lời Tiêu Linh Nhi nói không sai, tất cả những thứ này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Tiêu Phàm khẽ vỗ vai Tiêu Linh Nhi, sau đó hướng Lăng Thanh Tịch nói, ngươi không cần khích ta sẽ không xuất thủ. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với mỗi lời nói và hành động của bản thân. Tiêu Phàm không phải là người bụng dạ hẹp hòi, nói một câu không dễ nghe, những kẻ này còn không xứng để hắn sinh khí. Đúng như hắn nói, mỗi người đều phải vì lời nói và hành động của bản thân mà trả giá. Tiêu Phàm còn có một câu chưa nói, chính là, để người của các cổ tộc tự giết lẫn nhau, còn không bằng cùng chiến thần điện liều mạng. Ít ra như vậy kẻ bị giết đều là địch nhân chiến hồn đại lục. Những người thuộc Lăng gia, theo ta giết. Lăng Thanh Tịch khẽ cắn môi,
hít sâu một cái, sau đó mang theo đám người Lăng gia xông vào cuộc chiến. Bọn họ mặc dù có làm sai, nhưng hiện tại chúng ta có chung địch nhân, người của Độc Cô gia tộc, theo ta lên. Độc Cô tướng đình hét lớn một tiếng, cũng không chút do dự xông đi lên. Thấy cảnh này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ ít biểu hiện của Lăng Thanh Tịch và Độc Cô tướng đình không tệ. Đáng tiếc, coi như có thêm người của Lăng gia và Độc Cô gia gia nhập cuộc chiến, xét về số lượng người, bọn hắn vẫn không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, ở phía cuối chân trời có không ít người hướng về bên này chạy đến, những người này đều là tu sĩ của Chiến Thần Điện. Tu sĩ ở các đại cổ tộc và tu sĩ tán tu vốn đã bị áp chế, hiện tại tu sĩ của Chiến Thần Điện càng ngày càng nhiều, khiến phía tình tạng phía cổ tộc vốn đã không tốt giờ lại càng rơi vào thế hạ phong. Xem ra lần này Chiến Thần Điện muốn một lần diệt trừ hết để trừ hậu họa. Chọc Thiên Hồng nhìn tình hình này không khỏi cảm thán nói. Ca ca, chúng ta thực không ra tay cứu bọn hắn sao? Tiêu Linh Nhi tuy ngoài mặt tỏ vẻ mặc kệ nhưng nàng vẫn có chút không đành lòng, hỏi Tiêu Phàm tại sao chúng ta phải cứu bọn họ. Câu trả lời của Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia, Tiêu Linh Nhi biết rõ, sự tình Tiêu Phàm đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Thật ra chúng ta không ra tay cứu bọn hắn, cũng không phải là chuyện xấu, bọn hắn tốt xấu cũng có mấy trăm người, tiềm năng của con người vốn dĩ rất lớn, đứng trước uy hiếp của tử vong, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực để đối phó. Chọc Thiên Hồng híp hai mắt nói. Nhìn sự việc trước mặt, Chọc Thiên Hồng không khỏi liếm liếm bờ môi, đối với hắn, những huyết khí cùng mệnh cách kia đều là đồ đại bổ, hiện tại hắn cách cánh cửa bước vào thất biến chiến thần chỉ một khoảng cách rất nhỏ mà thôi. Hắn có tự tin, chỉ cần nuốt những mệnh cách cùng huyết khí này, hắn tuyệt đối có thể vượt qua khoảng cách bé nhỏ kia. Đúng vậy, huống chi Lăng Thanh Tịch, Mộ Dung Minh Nguyệt và Độc Cô Tướng Đình đều là thiên tài yêu nghiệt. Tiêu Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên tài yêu nghiệt thì làm được gì? Tiêu Phàm Khôn đồng ý, lắc đầu, nói các ngươi đừng xem thường những lão quái vật chiến thánh cảnh của Chiến Thần Điện. Tuy cùng bị áp chế ở chiến thánh cảnh nhưng thực lực của họ lại lớn hơn đám tu sĩ của các cổ tộc nhiều. Công tử nói không sai, dù sao những kẻ này đều là nhân vật trên thánh bảng Chiến Thần Điện, mỗi người đều có thiên phú nhất định, bọn họ chắc chắn đều tự dựa vào bản thân để đột phá chiến thần cảnh, chứ không phải dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh, những người này có thể sống đến bây giờ chính là đại biểu cho thực lực. Chọc Thiên Hồng phân tích nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ca ca cũng không thể đánh lại bọn hắn? Tiêu Linh Nhi lo lắng nói. Nếu như cùng bọn hắn quần chiến thì ta chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Tiêu Phàm gật đầu, nếu đánh quần chiến những người này có thể sẽ dùng chiến thuật hợp kích, hơn nữa nhân số lại đông đảo, Tiêu Phàm sao có thể cùng lúc đánh thắng nhiều người như vậy? Nhưng ngay sau đó Tiêu Phàm lại nói, nhưng mà hiện tại lại đang loạn chiến, trong mắt ta những kẻ này không đáng lo ngại. Tiêu Phàm nói thế không hề khoa trương, luận về thuật giết người, nếu Tiêu Phàm thật sự muốn động sát tâm thì hơn 1000 kẻ ở đây có thể làm gì? Ca ca, Tiêu Linh Nhi vẫn muốn Tiêu Phàm xuất thủ trợ giúp. Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên mấy đạo kiếm hướng về vị trí bọn người Tiêu Phàm mà bay vụt đến, Chiến Thần Điện hiện đang chiếm cứ ưu thế, giờ chỉ cần không phải người Chiến Thần Điện, bọn chúng đều sẽ muốn ra tay diệt trừ. Muốn chết? Chọc Thiên Hồng cười lạnh một tiếng rồi biến về bản thể, tám đầu huyết sắc xúc tu đồng thời vũ động, trực tiếp đem mấy đạo kiếm khí kia đánh nát. Phá xong những đạo kiếm đó Chọc Thiên Hồng cũng không có ngừng tay, hắn vũ động tám đầu xúc tu, phóng về phía những tu sĩ của Chiến Thần Điện bắt đầu đổ sát. Chỉ thấy những nơi đi xúc tu đi qua, mang theo vô số huyết phụ, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, từng cỗ thân thể bị hắn đánh bay, gia hỏa này rõ ràng chính là một cỗ máy giết người. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn như thế nào không biết, Chọc Thiên Hồng muốn mượn cơ hội này để làm lý do xuất thủ, hắn chính là hận không thể hơn 1000 nuốt mệnh cách của đám tu sĩ Chiến Thần Điện kia. Linh Nhi, Sở Nguyệt, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm hít sâu một cái, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ca, ngươi yên tâm, muội muội của ca không phải bình hoa, thể lực của muội đã khôi phục được mấy thành, ngăn trở bọn hắn không thành vấn đề. Nói xong, Tiêu Linh Nhi đột nhiên lấy ra hai bình ngọc, từ trong một bình đó lấy ra mấy viên thuốc đưa cho mấy người Sở gia. Sau đó lại mở nắp của bình ngọc còn lại, từng tia lục sắc sương mù chậm rãi phiêu tán khắp không gian,
Tiêu Linh Nhi thao túng lục sắc sương mù bao phủ khu vực mấy chục trượng xung quanh. Tiêu Phàm cười gật đầu, lập tức quay người lại, thần sắc băng lãnh nhìn đám tu sĩ chiến thần điện, âm thầm trầm ngâm nói, mặc dù ta không muốn cứu bọn hắn, nhưng không đồng nghĩa ta sẽ không giết các ngươi. Tốc độ Tiêu Phàm cực nhanh, chân đạp kiếm bộ, tay cầm tu la kiếm, nhanh chóng xuyên vào đám tu sĩ của chiến thần điện đúng như hắn nói, nếu quần chiến thì hắn nhất định không thể địch lại nhiều đối thủ như vậy, nhưng đây là loạn chiến, luận thủ đoạn giết người, nếu Tiêu Phàm tự nhận thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Những nơi Tiêu Phàm đi qua đều để lại một cỗ thi thể, máu tươi chảy đầy. Đám người kia căn bản không kịp nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh tại hư không lóe qua. Nhanh ngăn hắn lại, hắn chính là Tu La Điện Chủ, nhanh, mọi người cùng tiến lên. Nếu như mọi người hợp lực có thể giết hắn, Điện Chủ Đại Nhân nhất định ban thưởng một mai thần lực chi tinh chiến thần đỉnh phong cùng chức trưởng lão. Có tu sĩ chiến thần điện nhận ra Tiêu Phàm, chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, dù sao, ở chỗ này Tiêu Phàm chỉ có thể thi triển ra thực lực của chiến thánh cảnh, coi như mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại nhiều người như vậy. Bọn hắn có hơn 1.000 người, nhất định có thể hợp lực giết chết hắn. Đến hay lắm, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, nhìn mấy chục người hướng hắn lao tới, nhưng Tiêu Phàm không dự định chính diện giao phong cùng đám người đó. Phốc, một kẻ đã bị Tiêu Phàm dùng một kiếm xé nát. Không kịp kêu tiếng nào liền đương trường bỏ mạng, cũng đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ sau lưng muốn đâm vào Tiêu Phàm. Ha ha, ta chém trúng hắn. Một tên cầm kiếm công kích Tiêu Phàm thấy thế kích động cười to. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng cuồng tiếu đó bỗng ngưng bặt. Cái gì, tên cầm kiếm kia trợn to hai mắt, trong lòng ra sức gào thét, đáng tiếc hắn không thể thét thành tiếng, đầu hắn đã bị một kiếm chém bay lên, chỉ để lại dưới đất một cỗ thi thể không đầu. Đó là thân thể của mình. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của tên kia. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, trên lưng hắn xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Hiện tại mặc dù hắn không cách nào phát huy ra lực lượng chiến thần cảnh, nhưng thân thể hắn vốn có thể so sánh với thần binh, những kẻ kia sao có thể tùy tiện làm bị thương được. Điểm ấy vết thương, đối với Tiêu Phàm mà nói chỉ như mũi đốt mà thôi. Chẳng lẽ thân thể hắn đau thương bất nhập hay sao? Không có khả năng. Nhiều Tu La Điện Chủ trước kia không phải đều bị giết chết à, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Cùng tiến lên, nhất định có thể làm thịt hắn. Có người sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, cũng có kẻ tự tin không thôi, rất nhanh lấy lại tinh thần, một lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Kiểu giết người này tốc độ quá chậm, không biết dùng linh hồn công kích thì như thế nào. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp lại, một cỗ năng lượng ba trên người hắn phiêu lãng bay ra, trong nháy mắt bao phủ 20-30 người xung quanh. Trong những người này, còn có hai tên tu sĩ chiến thần cảnh, tuy nhiên với cường độ linh hồn của Tiêu Phàm, chỉ cần không phải chiến thần đỉnh phong, hắn liền không có gì phải cố kỵ gì. Phù 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 phù, lần lượt từng bóng người đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ cần là tu sĩ bị Tiêu Phàm dùng linh hồn công kích đánh chúng, không có một người nào sống sót, loại này thủ đoạn quá mức quỷ dị. Linh hồn công kích, khi linh hồn bị diệt chỉ còn lại nhục thể. Vậy lúc đó tương đương với xác chết di động. Hơn nữa, người không có ý thức cùng linh hồn, sẽ có một ngày tan thành mây khói. Linh hồn công kích, những người khác nhìn Tiêu Phàm một hơi miểu sát mấy chục người, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, hiện tại bọn hắn rốt cục biết rõ, tại sao chiến thiên hạ từng nhắc bọn hắn không được khinh thường cường độ linh hồn của Tu La Điện Chủ. Chỉ cần một lần, nháy mắt diệt sát mấy chục cường giả chiến thánh cảnh đỉnh phong trở lên. Linh hồn của Tiêu Phàm cường hãn đến mức nào đây? Rất nhanh đã có người lấy lại tinh thần, quát lớn, mọi người cùng nhau dùng linh hồn công kích hắn, chúng ta nơi này có hơn 1.000 người, chỉ cần 100-200 người cùng dùng linh hồn trùng kích đầu óc hắn, hắn tuyệt đối không chịu được. Không thể không nói, chiến thần điện bởi vì lấy được thần lực chi tinh, thật đúng là không sợ chết, lúc này lại có mười mấy người không chút do dự phóng xuất ra linh hồn lực lượng, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Những người khác cũng nhanh chóng phản ứng, số người ra tay với Tiêu Phàm không ngừng tăng lên, nháy mắt đã lên đến 50-60 người. Nếu chỉ có một tên phóng ra linh hồn lực lượng, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý. Nhưng mà hiện tại, có tận 50-60 tên chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng nhau phóng thích linh hồn lực lượng, cỗ lực lượng này đáng sợ đến cỡ nào, cho dù chiến thần cảnh chung, hậu kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được.
cho dù chiến thần cảnh trung kỳ, cũng chỉ có lục biến chiến thần mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Một đám không biết sống chết. Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ dương lên, lộ ra vẻ khinh thường cùng vẻ băng lãnh. Chỉ một thoáng, tại mi tâm Tiêu Phàm trực tiếp mở ra, nhìn qua giống như là một cánh cổng, linh hồn 50-60 cường giả chiến thánh cảnh đỉnh phong trong nháy mắt xông vào trong đó. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, 50-60 cường giả chiến thánh cảnh hợp kích, Tiêu Phàm chỉ là một tứ biến chiến thần cũng dám trực tiếp ngạnh kháng. Tiêu Phàm lại chẳng thèm để ý, mặc cho linh hồn công kích tiến vào thể nội, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường. Số người thi triển linh hồn công kích còn đang tăng thêm, Tiêu Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cần là linh hồn công kích, Tiêu Phàm đều thu. Những người khác vẻ mặt không hiểu nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ gia hỏa này biến ngốc rồi, hoặc là bị dọa sợ rồi. Nếu như không phải cảm nhận được Tiêu Phàm còn hô hấp, có lẽ không ít người nghĩ hắn đã chết. Đến tốt lắm, khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch, tựa như âm mưu đã đạt được. Tiếng nói vừa dứt, vòng xoáy tại mi tâm của Tiêu Phàm bỗng nhiên biến mất, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng 10 trượng xung quanh, tất cả tu sĩ đứng tại nguyên chỗ, tựa như bị mất hồn. Trời gây nghiệt còn có thể sống, người gây nghiệt nhất định phải giết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, gương mặt có chút tàn nhẫn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng đen to lớn từ bên trong hắc ám lóe qua, xuyên thấu qua lưu quang yếu ớt, có thể lờ mờ nhìn thấy một miệng máu to đang mở. Hiển nhiên chính là thí thần thú động thủ. Thí thần thực lực không kém thất biến chiến thần, diệt sát linh hồn của chiến thánh cảnh không có gì khó khăn. Những nơi bóng đen đi qua, những lưu quang kia toàn bộ biến mất, tất cả đều bị thí thần nuốt chửng rồi luyện hóa. Sau khi luyện hóa những linh hồn chi lực kia, nó sẽ trả lại cho linh hồn chi thể Tiêu Phàm, chính vì thế hiện tại cường độ linh hồn của Tiêu Phàm cũng đã không kém gì lục biến chiến thần. Tại sao bọn hắn không động đậy? Một tu sĩ khác nhìn những người đang vây quanh Tiêu Phàm đều đứng im không nhúc nhích, thoáng nghi ngờ hỏi. Đây chính là hơn 100 người đó, chẳng lẽ bọn hắn liên hợp dùng linh hồn công kích cũng không thể đánh bại Tiêu Phàm? Đột nhiên, hơn 100 kẻ đang đứng im này đều kêu thảm một tiếng, nhìn rõ lại chỉ thấy thân ảnh Tiêu Phàm tựa như quỷ mị, lướt qua hơn 100 kẻ kia. Phốc phốc từng đạo huyết kiếm bắn vào hư không, đem không gian nhuộm thành sắc hồng tươi ướt át. Vô số cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Mặc dù linh hồn công kích của những kẻ này bị thí thần thôn phệ, nhưng chỉ khiến bọn chúng bị phản phệ mà thôi, không hề ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng hiển nhiên Tiêu Phàm không có dự định tha những kẻ này, hắn trực tiếp dùng kiếm xử lý khiến đầu cùng thân thể của bọn chúng tách rời nhau. Thủ đoạn của Tiêu Phàm đơn giản, lăng lệ, nhưng lại huyết tinh, để đối phó những kẻ này, hắn tất nhiên sẽ không lưu tình. Trong nháy mắt, hơn 100 người ngã xuống, trên mặt đất lại có thêm hơn 100 cỗ thi thể không đầu, yêu sĩ bốn phía nhìn tình cảnh này mà phát lạnh, dù là tu sĩ cổ tộc cũng bị thủ đoạn Tiêu Phàm dọa phát sợ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Ma quỷ, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nếu như hắn là ma quỷ, thì những kẻ đó chính là dị tộc ma quỷ. Có kẻ địch không giết, lại ra tay đối phó tu sĩ trên chiến hồn đại lục. Những kẻ như vậy vốn đáng chết. Tiêu Phàm giết bọn chúng trong lòng không có nửa điểm áy náy cảm giác. Đương nhiên, có khả năng những người này không sai, lúc trước bọn hắn cũng chỉ muốn tăng cường thực lực, trong lúc bất chi bất giác lại bị chiến luân hồi khống chế, bọn hắn cũng đã có người muốn chống lại nhưng có mấy kẻ là đối thủ của chiến luân hồi đây. Nếu như nói Tiêu Phàm có chút áy náy, thì đó chính là không có cách nào giải cứu những người này mà thôi. Xin điện chủ ban cho ta lực lượng. Đột nhiên, một tên tu sĩ mặc hắc y ngửa mặt lên trời gào to. Oanh, vừa dứt lời, từ trên người hắn bộc phát một cỗ khí tức cuồn cuộn tuôn ra, tựa như biển cả gào thét. Sau lưng hắn hiện lên một quang ảnh cao tới mấy chục trượng, toàn thân phóng ra kim sắc quang mang, nhìn kỹ còn có lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt khí thế của tên kia tiếp cận thực lực chiến thần cảnh. Xin điện chủ ban cho ta lực lượng, xin điện chủ ban cho ta lực lượng. Những kẻ còn sống nhìn thảm trạng của hơn 100 cỗ thi thể kia, nội tâm chúng đều tràn ngập hoảng sợ, vì vậy tất cả không do dự vận dụng hết mọi thủ đoạn để tăng thực lực của mình lên. Dù là cỗ lực lượng này không thể duy trì trong khoảng thời gian dài, cái giá phải trả có thể là chính tính mạng của họ, bọn họ cũng không do dự mà sử thông thần chi lực. Tiêu Phàm híp hai mắt, liếc qua quang ảnh phía sau lưng các tu sĩ,
vậy mà nhìn thấy từng tia kim sắc lôi điện lực lượng. Lôi điện lực lượng này, hắn phi thường quen thuộc, đây chẳng phải là lực lượng của chiến luân hồi sao? Cũng may cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thi triển thông thần chi lực, chỉ có 1/5 người mà thôi, tuy nhiên số lượng này cũng không ít chút nào, có tới 300-400 người. Trong thời gian ngắn, tu vi của 300-400 người này sẽ tiến lên chiến thần cảnh, có thể tự xưng là vô địch chiến thánh. Đều do tên Tiêu Phàm kia bức bọn chúng sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, nếu không tại hắn, chúng ta chậm rãi đánh cùng bọn chúng còn có khả năng thắng, hiện tại chúng ta chết chắc. Hắn chính là tai họa, hắn không xuất thủ còn tốt, vừa xuất thủ liền hại chết chúng ta. Đúng vậy, hiện tại tất cả bọn chúng đều sử dụng át chủ bài, về nhân số, chúng ta vốn yếu hơn, tình hình này càng không thể là đối thủ của bọn chúng. Nhìn thấy tu sĩ chiến thần điện mạnh lên, rất nhiều tu sĩ cổ tộc liền bắt đầu sợ hãi, bọn hắn cũng bắt đầu trách cứ Tiêu Phàm, cho rằng đây là do Tiêu Phàm hại. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc. Căn bản không đem lời nói của những người này đặt ở trong lòng, những người này, đến tư cách khiến hắn tức giận cũng không có. Như hắn đã nói, hắn ra tay chỉ vì muốn giết những kẻ phản bội của chiến thần điện chứ không phải vì cứu bọn hắn. Tất cả im miệng cho ta, Tiêu Phàm không ngờ, người thứ nhất mở miệng mắng những kẻ này lại là Lăng Thanh Tịch, Tiêu Phàm xuất thủ không phải vì muốn cứu các ngươi sao? Hiện tại các ngươi còn muốn trách cứ hắn, ta hiện tại rốt cục minh bạch. Hắn vì sao không xuất thủ cứu các ngươi, bởi vì các ngươi căn bản không xứng đáng để hắn cứu. Người của Lăng gia theo ta đi, không nên lãng phí tinh lực cứu những kẻ vô ơn này. Hét lớn một tiếng, Lăng Thanh Tịch nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó quay đầu dẫn đoàn người hướng về chân trời lao đi, nàng dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, muốn mở ra một con đường máu vẫn không thành vấn đề. Độc Cô gia tộc, lui, Độc Cô tướng đình cũng nhìn không được. Những tu sĩ cổ tộc này đã không có thuốc nào cứu được, hắn cũng không muốn ở lại nơi này lãng phí thời gian. Linh Nhi, chúng ta tiến vào tầng thứ 7 trước đi. Tiêu Phàm gọi Tiêu Linh Nhi, hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xông thẳng vào thông đạo tầng thứ 7. Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô tướng đỉnh vốn chuẩn bị rời đi, nghe tiếng Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn qua, hiện tại thông đạo kia đang tràn đầy lôi bạo, ai có thể vượt qua. Nhưng mà sau một khắc, tất cả đám người đều trợn to hai mắt, cơ thể khẽ rung động. Sát na vĩnh hằng, chỉ thấy Tiêu Phàm vị trí trước cửa thông đạo khẽ quát một tiếng, tay vung tu la kiếm, một đạo bạch sắc lưu quang gào thét bay ra, xông thẳng tới vòng xoáy lôi bạo. Sự tình quỷ dị phát sinh, chỉ thấy lôi bạo chi lực đột nhiên tan ra bốn phía, tạo thành một cửa khẩu ở giữa vòng xoáy. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy như có hai cỗ lực lượng ở trong đó quấn quanh lẫn nhau. Ngăn cản lôi bạo chi lực ăn mòn. Hai cỗ lực lượng này, người bình thường tự nhiên không thể cảm thụ, đây chính là sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa dung hợp, giống như âm dương thái cực đồ. Tiêu Phàm đem sinh tử áo nghĩa hòa vào kiếm, đây chính là một chiêu kiếm sát na phương hoa mà hắn mới lĩnh ngộ ra. Đi vào, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thấy Tiêu Linh Nhi còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói, yên tâm, rất nhanh ca sẽ qua đó. Được. Tiêu Linh Nhi lúc này mới gật đầu, mang theo bốn người Sở Nguyệt đi vào thông đạo. Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô tướng đỉnh thấy thế, nội tâm đều nhảy, bọn hắn cũng được coi là nhân vật cấp độ yêu nghiệt nhưng lại không thể trực tiếp đả thông thông đạo như Tiêu Phàm. Các tu sĩ của cổ tộc khác thấy thế, ánh mắt hơi sáng, đây chính là cơ hội để tiến vào tầng thứ 7, có thể tránh bị chiến thần điện vây giết. Tại tầng thứ 7, chiến thần điện muốn tụ tập nhiều người như vậy để vây giết bọn hắn. Cơ hồ là không có khả năng. Tiến nhanh vào tầng thứ 7. Không biết ai hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ cổ tộc đều lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng về phía cửa thông đạo phóng đi. Thanh âm kia người khác có lẽ nghe không ra, nhưng Tiêu Phàm có thể nghe đi ra, chính là tên Mộ Dung Minh Nguyệt lúc trước còn châm chọc hắn. Không đợi đám người tới gần, từng đầu huyết sắc xúc tu to lớn liền ngăn ở hư không, đem phần lớn người cản lại. Mộ Dung Minh Nguyệt tự nhiên là đứng mũi chịu sào, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiêu Phàm, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Lăng Thanh Tịch, Độc Cô tướng đình, mang theo người của các ngươi đi vào. Tiêu Phàm không thèm để ý Mộ Dung Minh Nguyệt, tựa như cùng hắn nói chuyện đều là lãng phí nước bọt. Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô tướng đình nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, chắp tay nói, đa tạ. Hai người cũng biết rõ.
hiện tại lưu lại, gia tộc bọn họ sẽ không thể thoát khỏi nơi này, trước đó bọn họ còn muốn cùng các tu sĩ cổ tộc khác đồng lòng liên hợp để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng hiện tại, bọn họ đã thấy rõ ràng những bộ mặt của những kẻ này, so với bọn họ, Tiêu Phàm càng nhìn thấu bản chất của những kẻ này hơn rất nhiều. Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình ngay lập tức mang theo người của gia tộc đi vào thông đạo lên tầng thứ 7, chỉ một lát sau, tu sĩ cổ tộc liền ít đi chừng 100 người. Đám người Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người của Lăng gia cùng Độc Cô gia rời đi, bọn hắn phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể ăn thịt hắn. Đáng tiếc, tu sĩ Chiến Thần Điện sẽ không cho bọn hắn cơ hội, tất cả đều lần nữa vây lại. Hiện tại, ít hơn 100 người, bọn hắn nào phải là đối thủ của Chiến Thần Điện? Tiêu Phàm, để cho chúng ta đi qua, ngươi chẳng lẽ muốn hại chết tu sĩ cổ tộc, đối địch với các cổ tộc? Mộ Dung Minh Nguyệt phẫn nộ quát, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn rốt cục cũng nhớ tới lời dặn của phụ thân hắn. Vô luận như thế nào, đều đừng đối địch với Tiêu Phàm, bằng không hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Trước kia Mộ Dung Minh Nguyệt còn không để trong lòng, nhưng là hiện tại hắn có chút hối hận, sớm biết rõ kết quả này, khi nãy không đối địch với Tiêu Phàm, bọn hắn cũng liền có thể thành công đến tầng thứ 7. Cho các ngươi đi qua, các ngươi xứng sao? Tiêu Phàm rốt cục đáp lại, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, nói, đối địch với cổ tộc. Coi như giết các ngươi, cổ tộc cũng không dám vạch mặt cùng ta, các ngươi tin không? Mộ Dung Minh Nguyệt ngậm miệng không nói gì, những người khác cũng không biết nói gì, rất nhiều người biết được một chút tin tức, không đến cuối cùng, ai cũng không dám đối địch với Tu La Điện. Giống các ngươi cái dạng này, sau này chọc vào tu sĩ Chiến Hồn Đại Lục, còn không bằng chết ở chỗ này. Chỉ ít hiện tại các ngươi giết những kẻ kia chính là phản nghịch của Chiến Hồn Đại Lục, dù các người có chết thì coi như còn có giá trị. Dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, kiếm khí kia tại thông đạo bỗng nhiên biến mất, mắt lạnh nhìn tu sĩ cổ tộc phía đối diện nói. Đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể phản bác, trong lòng một vài người đã có chút hối hận, sớm biết rõ như thế thì vừa rồi không nên trách cứ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giết thêm một người, đối với bọn hắn liền ít đi một phần nguy hiểm, tương đương với việc đang giúp bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại còn đang trách cứ Tiêu Phàm, nếu là đổi lại là chính bản thân bọn hắn, đoán chừng sẽ càng thêm phẫn nộ. Tiêu Phàm không xuất thủ đối với bọn hắn, đã có thể coi là rất khoan nhượng rồi. Một lũ phế vật ăn cây táo rào cây sung, chết cũng đáng đời. Trọc Thiên Hồng đột nhiên hóa thành hình người, xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Hắn cũng không có ý định xuất thủ. Thật sự là những người này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, trợ giúp bọn hắn, cuối cùng được đến chỉ là lời oán trả ơn. Tiêu Phàm đứng chắp tay, đạm mạc nhìn tu sĩ cổ tộc, nói ra, có phải các ngươi trách bản điện chủ liên lụy các ngươi? Tiêu điện chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, tu sĩ cổ tộc thấy thế, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ sự tình còn có cơ hội thay đổi? Thực lực của Tiêu Phàm bọn hắn đều là tận mắt nhìn đến. Ngắn ngủi trong vòng 10 cái hô hấp, liền chém giết 100-200 người, nếu như hắn muốn xuất thủ, ai có thể cứu bọn hắn? Công tử, Trọc Thiên Hồng cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết tính cách của Tiêu Phàm, hẳn không phải là kẻ ba phải mới đúng. Thần sắc của Tiêu Phàm không hề bận tâm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, tiếp tục nói, mấy trăm người sử dụng thông thần chi lực này, là bản điện chủ bước ra, bản điện chủ tự mình giải quyết, về phần những người khác. Vậy phải nhờ vào bản thân các ngươi. Lời này vừa nói ra, trong lòng tu sĩ cổ tộc bỗng nhiên mát lạnh, thật giống như bị người tưới một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Sử dụng thông thần chi lực, cũng chỉ có 300-400 người, tu sĩ Chiến Thần Điện lại nhiều đến trên 2000 người, trừ bỏ những người này, cũng còn có đến 1500 người. Bởi vì Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc tiến vào tầng thứ 7, bọn hắn chỉ còn lại chừng 300 người. Hiện tại bọn hắn là lấy một địch năm, chỗ nào là đối thủ? Trốn, đây là ý nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu rất nhiều người, nhưng tầng thứ 6 nguy hiểm trùng điệp, cũng chỉ có chỗ cửa vào này là tương đối an toàn mà thôi. Hơn nữa không gian tầng thứ 6 không phải đặc biệt lớn, muốn chạy trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, đến thời điểm bọn hắn bị đánh tan, sẽ chỉ càng nhanh chết mà thôi. Thế nhưng nếu không trốn, lấy một địch năm, bọn hắn những người này làm sao địch nổi. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cổ tộc lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, hiện tại bọn hắn cũng đang cầu khẩn, hy vọng thiếu chủ của bọn hắn có thể đến.
Mộ Dung Minh Nguyệt dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, nếu hắn muốn đi, vẫn là không khó, chỉ là có không ít người của Mộ Dung gia tộc ở chỗ này, hắn nếu đi như vậy, những người này đều phải chết ở đây. Buồn bực nhất phải kể tới người của Hoàng Phủ gia tộc, thiếu chủ Hoàng Phủ Thiên Hữu của bọn hắn đã bị Chọc Thiên Hồng dọa chạy, lưu lại bọn hắn chờ chết ở chỗ này. Chọc Thiên Hồng, người đừng lãng phí những mệnh cách cùng huyết khí này, không đột phá được đến bát biến chiến thần, cô đọng thành mệnh Nguyên Châu cũng không tệ. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Chọc Thiên Hồng một cái. Dứt lời, Tiêu Phàm lách mình liền hướng tới đám 4-500 thông thần chi lực tu sĩ kia giết tới. Đừng tưởng rằng Tiêu Phàm mở ra cái thông đạo kia chậm trễ rất nhiều thời gian, kỳ thật cũng chỉ là một hai lần hô hấp mà thôi. Chọc Thiên Hồng nhìn qua bóng lưng của Tiêu Phàm, nghĩ lại tới lời Tiêu Phàm vừa mới nói, trong lòng hơi run lên, chậm chạp nói, vâng, thiếu chủ. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay xông thẳng vào giữa đám người, những người này sử dụng thông thần chi lực, hắn cũng không dám tự tiện thi triển linh hồn công kích, chỉ có thể dựa vào thanh tu la kiếm trong tay. Đối với người khác, có lẽ nhiều người sẽ có tác dụng, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốc độ của hắn liền có thể nghiền ép tu sĩ cùng giai, thực lực của những người này có lẽ có thể làm Tiêu Phàm bị thương, nhưng muốn so tốc độ với Tiêu Phàm, cơ hồ không có khả năng, trừ phi thần lực của Tiêu Phàm hao hết. Về phần muốn đem thần lực của Tiêu Phàm hao hết, lúc trước Chiến Lão Tam truy đuổi Tiêu Phàm mấy ngày mấy đêm, cũng chỉ là hao hết một phần mà thôi. Những tên chiến thánh cảnh này muốn hao hết thần lực của Tiêu Phàm, đoán chừng chính mình cũng đã nằm trên mặt đất. Giết, tu sĩ chiến thần điện cũng giết đỏ mắt, vô cùng điên cuồng, kiếm khí cùng đao mang đáng sợ bao phủ hư không, bọn hắn đều bị chiến luân hồi khống chế, thân thể này gần như đã không thuộc về bọn hắn. Không thể không nói, sau khi thi triển thông thần chi lực, thực lực của bọn hắn quả thật có tiến bộ rất lớn, nhưng chỉ cần không bước vào chiến thần cảnh. Tiêu Phàm liền không cần cố kỵ gì. Muốn giết chết chiến thần cảnh, nhất định phải xóa bỏ mệnh cách của hắn, mệnh cách chứa trong thần lực chi tinh, mà thần lực chi tinh giấu tại không gian linh hồn mi tâm. Nói cách khác, giết chết chiến thần cảnh chỉ có một khả năng, chính là một kiếm xuyên qua mi tâm, hoặc là lấy thủ đoạn kỳ lạ trấn vỡ mệnh cách, trừ cách này thì không còn cách nào khác nữa, đây cũng là chỗ cường đại của cường giả chiến thần cảnh. Bởi vì cường giả chiến thần cảnh, dù trái tim bị phá toái, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết, hơn nữa có thể thông qua thần lực chậm rãi phục hồi như cũ, chỉ là thời gian dài một chút mà thôi. Về phần chiến thánh cảnh, vậy cũng không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp một kiếm xuyên cổ liền phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc từng đạo máu tươi nở rộ, giống như từng đóa cánh hoa yêu diễm nở rộ trong hư không, chói lọi, quỷ dị. Một người, một kiếm. Hoàn toàn trở thành ác mộng của tu sĩ chiến thần điện, dọa đến rất nhiều người mất đi đấu trí, đáng tiếc thông thần chi lực cũng không phải là dễ dùng như vậy, thân thể của bọn hắn hiện tại đã không nghe theo bọn hắn sai sử. Ánh mắt của tu sĩ cổ tộc cũng thỉnh thoảng liếc nhìn vị trí của Tiêu Phàm, nhưng căn bản không có ai có thể bắt được bóng dáng của Tiêu Phàm, những nơi Tiêu Phàm đi qua, chỉ có thi thể và máu tươi. Trong lòng tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Bị thủ đoạn giết người của Tiêu Phàm làm cho kinh sợ. Cùng giai như sâu kiến, đừng nói chỉ là 4-500 người, cho dù 4-5 ngàn người, đoán chừng đều không đủ để Tiêu Phàm giết. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Con người Mộ Dung Minh Nguyệt run rẩy, trong lòng không ngừng gào thét. Đoạn thời gian trước hắn có giao thủ qua với Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng không có cường đại đến mức làm hắn phải sợ. Nhưng hôm nay, trong lòng Mộ Dung Minh Nguyệt thực sự cảm thấy sợ hãi, qua từng ấy năm tới nay, đối mặt với tu sĩ cùng giai, dù là Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuynh Thành cũng chưa từng làm cho hắn sợ hãi. Chậm rãi, chiến đấu bốn phía đều dừng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí chiến trường của Tiêu Phàm, nơi đó đã trở thành nơi một mình Tiêu Phàm biểu diễn. Người của Chiến Thần Điện triệt để sợ hãi, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không dám chạy trốn, không hoàn thành được nhiệm vụ. Bản thân bọn hắn đều phải chết. Chỉ còn lại gần 200 tu sĩ cổ tộc, nhưng bọn hắn lại quên sợ hãi, quên chạy trốn, trong lòng chỉ có chấn kinh, kinh sợ thực lực đáng sợ kia của Tiêu Phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục đình chỉ giết chóc, tại vị trí mặt đất dưới chân hắn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi
thi thể đang nằm, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả những ai sử dụng thông thần chi lực đều chết, bị một người Tiêu Phàm chém giết. Đám người ực ực nuốt nước miếng, có vài người không khỏi lau lau hai mắt, không thể tin vào những gì bản thân chứng kiến. Giờ khắc này, bên trong ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ có một hình dáng. Một hắc bào thanh niên, cầm trong tay huyết kiếm, một người đứng sừng sững bên trong núi thây, lưng thẳng tắp như tùng, mái tóc đen dài đón gió loạn vũ, phiêu giật, thoải mái. Áo bào đen gọn gàng, không lây dính một chút máu tươi nào, tựa như chàng giết chóc vừa rồi không có quan hệ gì với hắn. Phía trên huyết kiếm trượt xuống giọt giọt máu tươi, hết sức màu đỏ tươi, yêu diễm, giọt máu nhẹ nhàng trượt xuống, dường như những giọt máu kia quá mức dơ bẩn, Tu La kiếm đều không thèm thôn phệ. Giờ khắc này, một người, một kiếm, dường như trở thành vĩnh hằng. Toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Chỉ ngẫu nhiên truyền đến thanh âm từng đợt cuồng phong giận dữ thét gào, tựa như chia sẻ nỗi đau thương đối với người chết. Hồi lâu, Tiêu Phàm chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào trên người những tu sĩ chiến thần điện còn lại, ánh mắt sắc bén như đao. Phù phù đột nhiên, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ, giống như là bị thoát lực. Vẻn vẹn một ánh mắt liền dọa không ít tu sĩ chiến thần điện quỳ sát xuống đất. Một màn này làm tu sĩ cổ tộc rung động vô cùng. Hôm nay bọn hắn rốt cục được tận mắt lĩnh ngộ mặt hung hãn của Tu La Điện Chủ, diệt sát mấy trăm chiến thánh cảnh đỉnh phong đơn giản tựa như ăn cơm uống nước vậy, đây là chuyện đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Có biết tại sao bản Điện Chủ không giết các ngươi không? Thanh âm Tiêu Phàm thăm thẳm vang lên, ngữ khí rất bình thản, lại tràn ngập bá đạo. Trong mắt hắn, tựa như việc đổ sát hơn 1000 chiến thánh cảnh cũng chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay mà thôi. Bất quá giờ khắc này, lại không có một ai dám phản bác, Tiêu Phàm nếu như muốn giết bọn hắn, có lẽ thật đúng là không một người có thể chạy được. Đám người thần sắc mờ mịt cùng sợ hãi, đều đang đợi lời nói tiếp theo của Tiêu Phàm. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì thực lực bản thân quá thấp, không bị chiến luân hồi khống chế. Ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh. Không thể không nói, các ngươi rất đáng thương xót, tư cách bị người xem như pháo hôi đều không có. Đám người nghe vậy, ánh mắt phức tạp vô cùng, Tiêu Phàm nói không sai, mặc dù tu vi của bọn họ đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực lại yếu nhược bên trong cùng giai. Nếu như không phải, tại sao chiến luân hồi lại khinh thường khống chế bọn họ? Bọn hắn là những người thiên phú có hạn, muốn đột phá chiến thần cảnh, cơ hồ chỉ có thể đi theo con đường luyện hóa thần lực chi tinh. Muốn dựa vào tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa đột phá chiến thần, cơ hồ là không có khả năng. Còn 10 tháng nữa chúng thần mộ địa sẽ mở ra, đến thời điểm rời khỏi nơi đây, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ mình là người chiến hồn đại lục mà không phải người của chiến thần điện. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc. Ngừng lại một chút, Tiêu Phàm tiếp tục nói, lần này ta bỏ qua cho các ngươi, nếu như lần sau lại đứng về phía chiến thần điện, vậy chính là địch nhân của bản điện chủ. Cũng là địch nhân của chiến hồn đại lục, lúc đó đừng trách bản điện chủ hạ thủ vô tình, nói đến thế thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền quay người hướng về vị trí cửa vào tầng thứ 7 bay đi, hắn mặc dù biết rõ, đoán chừng những người này cuối cùng 89 phần 10 sẽ đứng ở phía đối lập với Tu La Điện, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Bọn hắn không bị chiến luân hồi khống chế nhưng vẫn là sinh mệnh sống sờ sờ, Tiêu Phàm tất nhiên rất muốn giết bọn hắn để trừ hậu hoạn. Nhưng hắn vẫn không xuống tay được. Về phần tu sĩ cổ tộc, Tiêu Phàm biết rõ, những người này căn bản không dậy nổi sóng lớn, bọn hắn muốn phản bội chiến hồn đại lục còn phải hỏi xem lão tổ của bọn hắn có đồng ý hay không. Ngay khi xuất hiện ở vị trí nhập khẩu của tầng thứ 7, Tiêu Phàm quay đầu nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, ý vị thâm trường nói ra mấy chữ tự giải quyết cho tốt. Nghe thấy mấy chữ này, toàn thân Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ run rẩy. Lấy hiểu biết hắn đối với Tiêu Phàm đáng ra sẽ không buông tha cho chính mình mới đúng, hắn làm sao lại không giết mình đây? Hắn không biết là, nếu như không phải Tiêu Phàm cùng phụ thân Mộ Dung Tinh Thành đạt thành điều kiện nào đó, Mộ Dung Minh Nguyệt hắn đoán chừng đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Thần sắc tu sĩ cổ tộc cũng không giống nhau, bọn hắn biết rõ, câu nói này của Tiêu Phàm không chỉ là nói riêng cho Mộ Dung Minh Nguyệt nghe, cũng là nói cho tất cả bọn hắn nghe. Công tử, Trọc Thiên Hồng lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, chiến trường trên cơ bản đã bị hắn quét dọn toàn bộ. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, sống chết của tu sĩ cổ tộc,
hắn căn bản không quan tâm. Đáng giá để hắn cứu, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự xuất thủ, không đáng để hắn cứu, Tiêu Phàm căn bản lười nhìn một cái. Oanh mới vừa đi ra được một bước, tiếng sấm sét đột nhiên biến mất, cuồng phong bốn phía gào rít giận dữ, rất nhiều tu sĩ cổ tộc trong mắt phun phóng tinh quang, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiến vào tầng thứ 7. Bất quá, lại không có một ai dám tiến lên, Tiêu Phàm còn đang đứng ở đó, giờ phút này đi lên, không thể nghi ngờ chính là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn tới phía trước, sau mấy hơi thở, một đầu phong lôi thú to lớn lại lần nữa ngăn cản đường đi của bọn Tiêu Phàm. Đây không phải chưa hết có 3 ngày sao? Phong lôi thú tại sao lại xuất hiện? Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, sau đó đột nhiên hiểu ra, đoán chừng có quan hệ với công tử khi mở ra thông đạo lúc trước. Đi nào! Giọng nói Tiêu Phàm bình tĩnh, tu la kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một dải lụa xuyên thủng ra, xông thẳng tới đầu phong lôi thú. Phong lôi thú gầm thét, sóng âm đáng sợ đánh tới như muốn hủy diệt một kiếm này của Tiêu Phàm. Bất quá giờ phút này, không ai dám khinh thường Tiêu Phàm, những việc vừa mới xảy ra đã chứng minh thực lực của Tiêu Phàm, có lẽ hắn thật sự có thể chém giết đầu phong lôi thú này. Phốc một tiếng vang nhỏ, làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt là kiếm khí của Tiêu Phàm tại thời điểm chạm tới sóng âm trùng kích của phong lôi thú, liền tựa như vạch phá một tờ giấy mỏng, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, chỉ thấy tốc độ kiếm khí Tiêu Phàm không suy giảm mảy may, trong nháy mắt xuyên qua mi tâm phong lôi thú. Thân thể phong lôi thú bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đợt cuồng bạo phong lôi áo nghĩa quét sạch 4 phương 8 hướng. Tu sĩ cổ tộc chiến thần điện thấy thế bị dọa đến vội vàng hướng về 4 phía chạy trốn, phong lôi áo nghĩa ẩn chứa uy năng không kém gì công kích của chiến thần cảnh, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Có lẽ là lời nói của Tiêu Phàm có tác dụng, tu sĩ chiến thần điện không có tiếp tục xuất thủ đối phó tu sĩ cổ tộc, đương nhiên, chủ yếu vẫn là thực lực của Tiêu Phàm đã trấn nhiếp bọn hắn. Nếu như tu sĩ chiến thần điện tiếp tục diệt sát tu sĩ cổ tộc, ai biết Tiêu Phàm có thể tiếp tục giết bọn họ hay không? Dù sao lời nói trước đó của hắn vẫn còn quanh quẩn bên tai tất cả mọi người. Thật mạnh, Chọc Thiên Hồng cũng bị thực lực của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, liền xem như hắn muốn chém giết phong lôi thú cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Chọc Thiên Hồng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn cảm giác Tiêu Phàm đột nhiên trở nên có chút khác biệt, về phần khác biệt chỗ nào, Chọc Thiên Hồng lại nói không ra. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, so với lúc mới đi tới tầng thứ 7, Tiêu Phàm đã mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, trước đó Tiêu Phàm cũng chỉ nghĩ đến việc mạnh mẽ xông tới cửa vào tầng thứ 7, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại tràn đầy tự tin, nghiễm nhiên không đem nguy hiểm nơi đây để ở trong mắt. Chọc Thiên Hồng thực sự nghĩ không ra, tại sao một người trong thời gian ngắn lại phát sinh biến hóa lớn như thế? Áo nghĩa có thể tăng cường thực lực của một người. Nhưng đúng như lão sư nói, tự thân mới là căn bản, kiếm đạo của ta cho dù bị áp chế tu vi cũng có thể ngắn ngủi xông phá qua khoảng cách giữa chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh. Tiêu Phàm rất hài lòng với uy lực của một kiếm này của bản thân. Ở chỗ này, cho dù không thể thi triển áo nghĩa nhưng hắn cũng có thể chém giết chiến thần cảnh sơ kỳ, bởi vì bản thân thực lực của hắn đã đủ để đối kháng với cường giả chiến thần cảnh sơ kỳ. Nói cho đúng. Đây là lĩnh ngộ của Tiêu Phàm đối với kiếm đạo đã siêu việt đối với lĩnh ngộ về áo nghĩa. Mặt khác, uy lực của sinh tử chi lực dung hợp vậy mà không kém gì lôi điện áo nghĩa, xem ra ta phải nhanh chóng vẽ ra hồn văn đồ mới được. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, lập tức hít sâu một hơi sau đó dẫn đầu hướng về cửa vào tầng thứ 7 bay đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.